Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đang nghe Thái chuyên trì tụng, nguyện tỏ như lan nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát An Lạc, quyển 2, phẩm 4, Long Vương tắm Thái tử. Đức Phật bảo các vị tộc tánh tử: Bồ Tát vào lúc sắp sửa bước lên chiếc ghế vàng, sắc diện thật thư thái, dung mạo tươi vui, chư thiên nơi hư không tung trải hoa, đốt hương thơm, hòa tấu thiên kỹ nhạc để làm vui lòng Bồ Tát. Chúng nhân thì luôn túc trực hai bên để hầu hạ, giữ gìn, thể đều, khác miệng, cùng lời xuân tụng, âm thanh chấn động cả trời đất. Có đến 80 ức các cai các vị càng đạp hòa, khua chuông, gõ, khánh, ca, hát, đem lại vui thích cho Bồ Tát. Lúc này đông đảo các vị Long Vương là Manatu, Văn Lân, Y La Bát, A Nậu Đạt, vân vân. Đại thể có tới 84 ức vị Long Vương như thế, thảy cùng vô tập đến chỗ Bồ Tát. Các vị Long Vương liền dùng kệ để xưng tụng Bồ Tát: Hôm nay lìa trần cấu, Giáng sinh Diêm Phù Lợi, theo tục chịu thai mẹ, nguyện rửa sạch bụi trần xưa nơi vô số kiếp, tích chứa tạo công đức, thề nguyện mong đạt quả, xin được tắm thánh thể. 84 ức cai Long Vương mười phương lại, thể đều dốc cúng dường, xin dân bình nước thơm. Thế Tôn vô số kiếp khổ hạnh vì muôn loài, đức lòng lòng vô biên, rủ thương sinh thọ nhận, dốc ngưỡng bậc thế hùng, giáng mệt khổ sinh tử, nay được thấy hiền minh như một như nhật chiếu hư không. Thế Tôn phát nguyện lớn, dốc độ kẻ mê lầm, đạt giải thoát tối thắng, độ thoát người chìm đắm. Hàng xa Phật quá khứ cùng hiện tại vị lai, công đức chẳng thể lường, Thế Tôn nay gồm đủ. Ví liền trong nhiều kiếp, xưng tụng nhân trung tôn, lẽ đau ánh đom đóm, dám sánh mặt trời Phật. Hư không có thể lường, tu di có thể tính, biển cả có thể cạn, đức kia thật không bờ. So với ánh nhật nguyệt, ngọc mani, ngọc minh nguyệt mani, tuy chiếu xua u ám, chưa thể trừ vô minh. Mặt trời nay tối thượng, hào quang từ long thân chiếu khắp cõi trời người, dâm nộ dứt dâm nộ si cấu xấu như lai quá khứ. Thầy xin Diêm Phù Đề, chúng con thầy cũng dường nước thơm tắm thân thể. Nay lại gặp thiên sư, ức kiếp mới xuất hiện, thầy cung kính đảnh lễ, duy nguyện lúc tắm rửa chư thiên cùng người đời, thầy được nghe chánh pháp, diễn rộng pháp thâm diệu, kính lễ Tam Giới Tôn. Bây giờ, Đức Thế Tôn nhìn thẳng về phương Đông, tôn nhan tươi vui cùng các vị Long Phương rồi nói bài kệ: Ta nay đã giáng thần, chân dẫm cõi Diêm Phù, cứ vớt bao khổ não, bốn bậc không bến bờ. Thân vàng đã hiện rõ, tướng tốt sánh nhật nguyệt, giác ngộ kẻ còn mê, nay sắp thành quả Phật. Xem chúng sinh nhiều đời, nhận hình tướng nhiều loại, tuy cao thấp không đều, chưa có hình tượng ấy. Vui thay thệ, nguyện thệ vẫn ý bền luôn gồm đủ, nếu hiện hợp phước báo, gốc tịnh như hư không, đời có ba pháp bền ý mạng của cải báu, đấy chẳng phải cứu cánh, để trước sau nương tựa. Ta nay lìa ba thứ, pháp thân không vô hình, không sinh mạng vô tận, an nhiên thành đạo quả. Báu thế gian lắm nguy, như huyện hóa tụ tán, nay được bảy của báu, thật chẳng thể tận cùng. Tâm ý của chúng sinh, ba cấu huế che phủ, nay đã được ba minh, mọi nẻo đều thông đạt. Ta nay vì trời người, sẽ chuyển pháp bất diệt, pháp luân trùm đại thiên, tâm nhân từ nhuần khắp, tạo sinh bốn mối buộc, khó lìa ba đời lo. Nay đạt bốn sự thật, dứt buộc sạch cấu nhiễm, tuệ thấu thánh đế khổ, kẻ mê đạt trí ấy, thánh tịnh không chút uế, thọ nhận luôn tự tại. Gốc tập giấy vui tạm, tham đắm ái vô tận, bụi kia khiến tâm nhiễm, buộc trói lại càng thêm. Ta nay quán tịnh gốc, mọi tưởng khổ lạc dứt, an nhiên chẳng lo mừng, vĩnh viễn rời sinh tử. Quá khứ có ba hành, cội nguồn sinh si ái, là dứt tận chốn nẻo, tâm sạch hết trần cấu. Hiện tại 64, dẫn đến chốn tối tâm, dốc lìa chẳng đi cùng, đạt 64 minh, vị lai vô số bụi, che chắn khắp tâm người. Mây pháp trùm ba cõi, nhuần thấm bao kẻ mê, giáo tịnh khẩu như hòa, lời tiếng như loan ca, do từ hành không dối, thuyết pháp luôn viên mãn. Chúng sinh tâm mờ mịt, vui đùa không hổ thẹn, nay mới biết xấu hổ, tâm khinh mạng bị diệt, Phật xuất hiện ở đời, hạ phục chúng tà kiến. Lên tòa sư tử gầm, chỉ nói duyên hạnh gốc,
Chư Phật quá khứ ghi cùng hiện tại vị lai đời năm thứ ô trược có Phật hiệu Năng Nhân. Này ta tự xem xét tánh trí thật khác thường, danh hiệu đã không sai, cha gọi là Tất Đạt, nên ở nơi mọi người thả nhiên không chút sợ. Đạt tuệ tịnh tổng trì, hóa độ kẻ lầm lạc, chẳng thấy gốc các pháp, sinh diệt không nơi chốn, thành bại lại cũng không, tịch nhiên, huệ hợp, hợp tuệ quán. Nhận được khắp các pháp, thể không chốn ngại ngăn, an nhiên không nẻo hướng, mới ứng hợp thành hành luật. Chẳng do thấy, chẳng thấy, không mong, chẳng trốn giữ, định tịch, dứt ngã nhân, vô tướng, nguyện cũng thế, phàm mong uống không chán, vì cam lồ vi diệu, dứt hết vọng tưởng chấp, hợp nẻo tuệ Bồ Tát, không nhân không thọ mạng, thành tựu mọi Phật tạng, trừ diệt tâm cống cao, ý tự đại không giấy. Thượng trí dứt nẻo vướng, không chấp tưởng hữu thường, chúng sinh giấy tâm nhiễm, soi khiến tỏ tuệ tịnh, hiền thánh ngần ấy bậc, chúng sinh căn chẳng đồng, dùng tuệ quán vị lai, rốt không từng ấy đạo, pháp Phật nẻo thâm diệu, tờ ấy chẳng bến bờ, tỏ không dứt vướng chấp, đó là pháp giới tịnh. Một đời qua trăm đời, cho tới vô số kiếp, ta nay vĩnh viễn lìa, sau cùng trước đều rõ. Như ta ở trong ấy, chấp thọ mạng pháp tánh, hàng xa Phật quá khứ, chẳng tạo tuệ không vô, luôn tự hàng phục tâm, phân biệt pháp văn tử, do vậy tự thức tỉnh, kiến lập thệ nguyện lớn. Ta xưa mới phát tâm, chỉ cầu duyên giác thừa, chốn tịch tỉnh không người, 44 ức kiếp, không Phật Pháp Thánh chúng, khoảng ấy 70 kiếp, sau gặp bậc đại giác diễn thông nẻo đại thừa, nghe điều chưa từng có, tỏ tuệ thánh vô lượng, từ bi hộ bốn tâm, tinh lãnh hội mọi lẽ. Từ lúc ấy trở đi, dốc tạo chứa công đức cúng dường vô số Phật lại trái 19 kiếp, sau làm đại quốc vương, hoàng đế phi luân vương, bài báo luôn sung mãn ngàn con tài nghệ đủ, cúng dường bậc thanh tịnh hàng giấc tu phạm hạnh 97 ức oai, tâm giải thoát dứt chấp. Bố thí bao kẻ nghèo, thiếu kém không chốn dựa, kho chứa xuất cho báu, cứu giúp khiến no đủ, lại trong vô số kiếp, giúp tu hạnh thanh tịnh, lìa ngôi trao thái tử, xuất gia mật pháp phục, tánh nhu hòa nhẫn nhục, ở chốn tình dứt niệm, dần dần tâm mệt mỏi, đều chìm xuống vực sâu, căn lành dần dần ít như quả chính tự rụng, nổi trôi sinh tử khổ, nhận bao lớp quả báo, ý ngăn không nguyện lớn, hướng dục khiến tâm loạn, ý nghiệp đầy gió tưởng, do dự chẳng quyết đoán. Nơi sinh tử như vậy, luân chuyển mãi chẳng rời, lại trải 60 kiếp, được gặp Phật Bảo Anh, khéo giáo hóa độ người. Nhất thừa không hay nẻo, không nghe theo tiểu tiết, không tuệ dứt sạch lậu, diễn rộng đạo nhất tướng, hành đúng lối thâm diệu, dốc phát tâm bồ đề, thể lớn tâm khó hoại. Từ đó đến ngày này, bảy ức A Tăng Kỳ luôn hộ trì chánh pháp, nay mới tự giác ngộ. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, bây giờ Bồ Tát cùng với các chúng sinh thiên long, quỷ, thần, tán bộ chúng và chư Bồ Tát thần thông trong mười phương, hết lời khen ngợi bài kệ ấy, lãnh hội ý nghĩa thâm diệu. Tức thì nơi tòa ngồi có tới 84 cai chúng nhân thảy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã có vô số chúng sinh đạt được pháp nhẫn. Đức Phật bảo các vị tộc tánh tử, đã có chúng sinh được nghe một bài kệ này đọc tụng thọ trì, là vì người khác mà nêu giảng rõ về ý nghĩa thì luôn được yên ổn, không bị các thứ ma quấy nhiễu. Vì sao? Và những chúng sinh ấy ở thời quá khứ đều tạo được đầy đủ các hạnh, lại từng cúng dường vô số chư Phật, tạ nguyện đã thuần thục, mà mỗi người đều phát nguyện, nếu tôi được sinh ra về sau này thì mong cầu được gặp một vị Bồ Tát nhất sinh bộ xứ đã được nghe giảng nói chánh pháp. Vì vậy mà đối với Đức Phật ấy liền an nhiên thức tỉnh lớn lao, đạt được pháp vô sinh diệt. Này các vị tộc tánh tử, làm thế nào để đạt được? Nếu như có một người cho rằng tôi đã tỏ rõ về các pháp vô hình, dung hình tướng để giảng dạy, trao truyền như về hình tướng của hư không, thì dùng sự thật để giảng dạy, trao truyền. Người ấy đã tạo nên ý tưởng như vậy thì có thể thuận theo chăng? Lúc này, có Bồ Tát vô úy đại hộ, vượt qua cõi tam thiên đại thiên thế giới này, có cõi Phật tên là Hiền Hào. Đức Phật ở cõi đấy hiệu là Phổ Hiền. Bồ Tát vô úy đại hộ đã từ cõi Phật đó đến đây, vì Bồ Tát này đã đạt được các pháp tổng trì, đứng vững trong chánh pháp, không hề thoái chuyển.
Bồ Tát vô ý đại hộ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ gối, quỳ xuống chắp tay cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, đối với các pháp vô hình, dùng hình tướng để giảng dạy trao truyền, hư không vô hình tướng, dùng hình tướng để giảng dạy trao truyền. Điều ấy thật hết sức khó khăn, rốt cuộc là không thể đạt được. Vì sao? Vì hư không vô hình không thể bị ô nhiễm, cấu uế. Lẽ nào muốn khiến hư không có hình chấp sao? Việc đó không thể được. Đức Phật bảo Bồ Tát vô ý đại hộ, này vị tộc tánh tử, điều ấy cũng có thể đạt được. Nhưng người muốn theo vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ để được nghe pháp thì trọn không thể được. Vì sao? Vì các pháp là vô số. Lẽ nào nên đem trong cái vô số ấy mà thực hiện pháp hữu số chăng? Đối với các pháp là không duyên, nếu giấy duyên thì đối được chăng? Pháp của hư không là có hình chất chăng? Việc ấy không thể được. Chỉ vì Như Lai Thế Tôn với lòng từ bi rộng lớn trùm khắp nhằm khai thị giáo hóa chúng sinh, khiến họ được đứng vững chắc nơi chánh pháp, nên giờ nói rộng về đại giáo phân biệt các pháp. Các pháp vốn là vô ngôn vô thuyết, vì thế gian nhiều kẻ ngu si lầm lạc với khởi tâm thị phi, cho rằng đó là pháp lậu, là chẳng phải pháp lậu, là duyên đối pháp, là có thể hộ trì, là chẳng thể hộ trì, là pháp hữu ngã, là pháp vô ngã, là pháp thế tục, là pháp giải thoát, là pháp cấu nhiễm, là pháp không cấu nhiễm, là pháp hữu số, là pháp vô số, là pháp đoạn diệt, là pháp chẳng đoạn diệt, là pháp ô trược, là chẳng ô trược. Lại tự cùng răng đe nhau, mỗi người đều cho lời nói của mình là đúng, theo đấy rồi rời đấy, học đấy rồi bỏ đấy, là pháp học, là chẳng phải pháp học, đó là pháp thanh văn, chẳng phải là pháp bích chi Phật, là pháp Bồ Tát, là chẳng phải pháp Bồ Tát. Không dùng sự quán tưởng ấy để thành tựu được tối chánh giác. Vì sao? Vì có hình tướng vướng chấp nơi quán thì chẳng phải là pháp không quán bậc nhất. Không cầu mong, không hình tượng, cũng không mọi tri kiến, như thế thì mới thành tựu được không quán. Phàm quán tưởng các pháp là vô ngã, vô thọ, không thấy quốc độ, theo đạo cảnh giới không nương tựa và không có chỗ nương tựa, đó là pháp quán về không, không chủng có. Người quán tưởng như thế, đối với các pháp cũng tịch tịnh, đạo quả cũng tịch tịnh, thọ chứng cũng tịch tịnh. Giả sử Bồ Tát thực hiện pháp không quán như vậy, đối với mọi hy vọng liền dứt hết điên đạo, đem lại lợi lạc cho chúng sinh mà phát khởi lòng thương rộng lớn, tạo dựng Phật Pháp, tùy hóa độ chúng sinh mà không tưởng chấp về chúng sinh được độ. Bồ Tát thực hiện không quán, hay thế kẻ được hóa độ, việc ấy không thể có. Nếu có những vị Bồ Tát đạt được pháp không quán ấy, thì liền có được đầy đủ 10 pháp vô ngã. Những gì là 10 pháp đó? Này Bồ Tát vô ý, Đại Bồ Tát hoặc tộc tánh tử, tộc tánh nữ, đối với các pháp Phật chẳng thấy tịnh uế, là cũng không giấy niệm bỉ thử. Đây là pháp thân, đây là tư dục thân. Trước rõ về quá khứ, sau tường tận vị lai, thảy đều là thanh tịnh, không còn ngã tưởng. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa này, Bồ Tát vô ý, Đại Bồ Tát mới với pháp phục chỉnh tề, chấp trì các pháp khí cần thiết, quán tưởng để nhận thấy chư Phật Thế Tôn ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, đi vào các thành ấp giáo hóa, không hề có sự phân biệt hàng giàu sang với hàng nghèo khó. Ở trong ấy cũng không giấy nhị kiến phân chia tôi ta. Đó là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa này, Bồ Tát vô ý, là Bồ Tát quán tưởng để nhận thấy vô số cõi Phật với các quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, nhưng tâm vẫn thản nhiên bình đẳng, không nói rằng cõi Phật hiện nay là sâu ác. Ý giữ lấy sự thanh tịnh, không hề giấy ngần ấy tưởng, niệm niệm luôn chuyên chú để nhận biết, không để cuốn trôi đi. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa này, Bồ Tát vô ý, là Bồ Tát đối với chúng sinh tham đắm cấu nhiễm luôn chịu bám vào thân mạng, thì mình lãnh hội được diệu lý không, Bồ Tát đạt được không tuệ, ba đời luôn dứt mọi chịu cậy. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa này, Bồ Tát vô ý, là Bồ Tát đối với từng ấy sự giáo hóa của chư Phật Thế Tôn đều thấu đạt diệu lý gốc là không, thanh tịnh vô nhiên. Đấy gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Đức Phật bảo Bồ Tát vô ý, Đại Bồ Tát hoặc là tộc tánh tử, tộc tánh nữ thực hành các pháp tu ba la mật là những pháp tạng vô tận, dùng các số chuỗi hoa quý giá để tự làm trang nghiêm thân tướng. Sự vô tận như vậy là cũng không thể thấy biết tận cùng.
Ở trong ấy đã thành tựu được sự có tưởng về tận và chẳng tận cùng, đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa này, Bồ Tát vô ý, Đại Bồ Tát nên quán tưởng về chư Phật với những sắc tướng hình tượng vô lượng, hội nhập vào nơi cội nguồn của các pháp tịch nhiên, những đoạn nghĩa lý cùng lãnh hội mọi sắc tướng là gốc, không nhập vào khắp cõi pháp giới để giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh nhưng không thấy, không chấp vào sắc tướng hình tượng giáo hóa chúng sinh ấy. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa này Bồ Tát vô ý, Đại Bồ Tát đạt được trí tuệ của bậc giác ngộ là kho chứa thâm diệu uyên náo, được bốn thứ vô ý, lìa bỏ tám nẻo trói buộc để đạt tám nẻo giải thoát, tuôn mưa pháp nhuần thấm khắp nơi chốn, dứt trừ mọi khổ não khổ của lão tử, tạo nên tiếng trống của số tử, bền chứ bền chắc như kim cang, lìa chấp về đây kia mà cũng không vướng mắc về nẻo ấy, đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa này Bồ Tát vô ý, Đại Bồ Tát dần dần nên gần gũi để thu thập đạt được túc mạng thông, quan sát vô số A Tăng kỳ kiếp về chư Phật Thế Tôn ở khắp các quốc độ, tuy hiện rõ việc nhập Niết Bàn nhưng không chấp thủ sự diệt độ, làm thanh tịnh giáo pháp của chúng sinh, không an tâm biến trễ, không lấy số lượng về kiếp để khiến chúng sinh lo chán, là cũng không cho việc nhập Niết Bàn là sự an lạc lớn để giữ lấy sự diệt độ, tâm như hư không, không thể bị nhiễm ô, đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã. Lại nữa Bồ Tát vô ý, Đại Bồ Tát đem trí tuệ lớn rộng không bờ bến để cứu vớt chúng sinh, chính là khiến cho những nơi chốn cực xa như tại hằng xa dấu hiệu, nơi mà mỗi xa ấy tận cùng là hằng xa, tính toán như vậy khắp lượt rồi trở lại từ đầu, tám phương và trên dưới thể đầy khắp như thế, cũng du hóa vô lượng cảnh giới như đi vào cõi hư không nhằm tế độ chúng sinh, không khiến họ bị đọa lạc, không tự khen ngợi về phước báo, có được trí tuệ thông đạt, đó gọi là Đại Bồ Tát có được 10 pháp vô ngã. Như vậy là Bồ Tát nhất sinh bộ xứ, sự việc nhập thai đã hết nên mới thích ứng với sự thực hiện ấy. Bây giờ nơi toàn ngồi các vị thiên tử của cõi dục và cõi sắc, có đến 19 khai vị liền đạt được định nhẫn, là có vô số chư thiên cùng chúng nhân đạt được hạnh hết mực tin tưởng về pháp không quán. Các vị trực xoa long quỷ đều bày tỏ sự tin tưởng hướng về ba ngôi tôn quý thọ ba quy y. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, bây giờ Bồ Tát đang ngồi nơi chiếc ghế vàng, các vị quốc vương, cư sĩ, tiên, long, quỷ, thần cùng Bồ Tát khắp mười phương, mà mỗi vị đều thể hiện sự cung kính muốn được tắm rửa cho Bồ Tát. Lúc này có vị Bồ Tát tên là Nguyệt Tinh, đối với chúng Bồ Tát là bậc tối thượng thủ, luôn thâu giữ, giữ gìn mọi uy nghi. Pháp phục luôn ung dung thư thái, Bồ Tát Nguyệt Tinh liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Bồ Tát quỳ mọp chắp tay cung kính dụng kệ khen ngợi. Thế Tôn hình vô ngại, chẳng diễn bụi ba cõi, nước giải thoát rửa sạch nước đời, yên gắn nhận thanh tịnh tâm cấu dứt, trong ngoài không chướng ngại, mọi suối lạch sông biển tắm gội chẳng sạch lâu, xưa nơi ao lưu ly các cung thiền đầu long, ế dốc phát đại thừa nhằm diệt ma ái dục. Bản nguyện nay đạt quả, ba cõi không ai sánh, nguyện lên tòa vô ý, bày tắm rửa làm gì, sinh thiên 62, na thuật kiếp trong ấy, thiên kỷ năm nhạc đến, phước báo tự nhiên vang, pháp thân đủ mọi trí, giờ nói đạo vô ngại, thác sinh ấy xong khắp, thành ca duy la vệ, đời hiện tại ba họa, dùng ba minh dứt diệt, ba tuệ thông ba đạt ba yếu, nay gồm đủ ba bậc quán ba đời, chẳng nhiễm hữu ba cõi. Ba phần pháp thân đủ, nên lễ tam giới tôn. Mọi chúng sinh đến hội, chư thiên luân tu luân quỷ, thảy cùng chung vui mừng, dốc kính lễ cúng dường, trước sau giữ trong diệu, đi tới vườn lưu ly, cành hoa sen vinh lấy, dáng thần sinh chim phù, giờ sinh khi chạm đất, sạch như ánh vàng rồng, trời đất sáu chấn động, thần cảm chư thiên đến. Địa ngục mọi khảo tra, một thời thảy dừng lại, thanh tịnh không chút bận, như hoa không vướng bùn. Cõi Phật trong mười phương, Như Lai vô thượng giác, mà mỗi nơi cõi mình, nếu bày trước bốn chúng. Hôm nay cõi Ta Bà, Mật Thế Hùng xuất hiện, đủ lòng thương muôn loài, lìa hẳn ba đường ác. Sẽ chuyển xe chánh pháp, vườn lập giả trong sáng, vì bao kẻ mê lầm, đem pháp cam lộ rưới. Tám nẻo riêng tìm được rõ trọn 12 duyên, sơn biển báu vô tận, mọi người thảy sung mãn. Vì kiếp này, kiếp khác, Phật Phật ngợi khen đức, hãy còn chẳng thể nêu, huống ta ánh đom đóm. Xưa ta cõi vô ý, khoảnh khắc trong cõi Phật, mới xem pháp vô ngôn, chưa được tuệ vô sinh,
thề sinh trong ngô giác, diễn động pháp vô cùng, hôm nay đã đến hẹn, xin chuyển pháp luân quý. Lúc này Bồ Tát tâm ý an nhiên, chăm chú lặng nhìn, cũng không nói năng gì mà chỉ suy nghĩ cho ta hôm nay vì người mà thuyết pháp giảng giải về đạo quả thanh tịnh, không thói chuyển, không mang tính chất phân biệt tôi ta. Các pháp là như nhiên, cuộc sống cũng thế, tùy theo căn trí của mỗi người mà thuyết giảng chánh pháp. Tánh của môn pháp là tự như thế, không hề biến đổi, huống chi chúng sinh có người lãnh hội được pháp ấy. Chúng sinh vốn thanh tịnh, không bị cấu nhiễm, nên tạo lập được trí tuệ để tâm phát thệ nguyện rộng lớn, nên suy cứu để thấy muôn loài thể đều thanh tịnh, vốn thanh tịnh như nhiên, vô ngã như nhiên, vô hình như nhiên, người Phật như nhiên. Thế nào gọi là vốn thanh tịnh như nhiên? Từ lúc xa xưa đến nay, tôi luân chuyển trong cõi sinh tử, từ lúc mới phát tâm cầu đạo cho đến khi nhập Niết Bàn, vốn luôn được thanh tịnh, vì vậy mà gọi là vốn thanh tịnh như nhiên. Thế nào gọi là vô ngã như nhiên? Vốn có, nay không, nay có, vốn không, cũng không thể nói rằng ngã, gốc của ngã là sinh từ có. Lại cũng không thể cho rằng có là từ ngã sinh ra. Ngã không tự biết rằng vô ngã là có, cũng không tự biết rằng có là có. Vì vậy mà gọi là vô ngã như nhiên. Thế nào gọi là vô hình như nhiên? Do hình ấy như tâm thức, thần diệu, thọ mạng, ba cố nghĩa ấy luôn tồn tại không biến đổi. Nơi không là không, nơi hình là hình, nơi có là có, nơi tướng là tướng, nơi vô tướng là vô tướng. Sự nhận biết về vô hình, tánh của nó là không, như nhiên. Như vậy mà gọi là vô hình như nhiên. Thế nào gọi là người vật như nhiên? Tìm to sức cứu về người vật, không thấy được bốn gốc gác. Ý thức ảo hóa nên không đạt được cội nguồn của đối tượng. Do mê muội lầm lạc cùng hợp lại nên cho rằng đây là cha, đây là mẹ, đây là quốc độ, tài sản, vợ con. Dần dần sinh ra các tưởng nên thâm đắm trong ba cõi. Ta nay đã vĩnh viễn lìa bỏ chúng, đem tính chất như nhiên ấy mà thông đạt không tuệ. Không tuệ là như nhiên, các pháp cũng như thế. Các pháp là như nhiên đạt đến bậc chánh giác, lại cũng là như nhiên. Tất cả các pháp chỉ là giả hợp danh hiệu, do từ hiệu mà có danh cũng lại là như nhiên. Luận bàn về như nhiên mới thật là luận bàn về các pháp không sinh diệt. Vì thế nên gọi là người vật như nhiên. Tại đây nếu diễn nói về các pháp không tịch, chúng sinh sẽ không tin mà còn tăng thêm bao lớp lưới nghi hoặc. Vậy như ta lại thuyết giảng các pháp về hình chất thì chẳng thể đạt đến tận ngọn nguồn, hay là nên diệt độ. Giả như thích nghi với tịch nhiên tịch tỉnh thì hiền thánh đều im lặng. Bây giờ có vị thiên tử tên là Bảo Anh, thông đạt tâm niệm của bậc giác ngộ, cùng hành Phật tánh, sáu đường đều thấu triệt, tỏ ngộ nhất tướng, hoàn toàn liền bỏ tán khắp thế gian, không còn bị phiền não chi phối, có thể nhận lấy việc chuyển pháp luân, đem tuyên giảng các lời dạy của Phật. Bốn thánh đế cùng trí tuệ giác ngộ, dứt diệt tức thì mọi câu ế, còn đủ năm phần pháp thân của Như Lai, đạt được đạo quả thứ thần thông vô ngại. Hình thần lưu du hóa khắp chốn, không có nơi nào bị chướng ngại, có được đủ bảy giác ý để tự trang nghiêm thân tâm, tám nẻo hành hóa chân chánh, đều gồm đủ cùng với pháp bất cộng, bốn phương ý, dũng lực như kim cang, không gì có thể hủy hoại. Do vậy mà biết được sự im lặng của Bồ Tát, biết vì sao hiền thánh không muốn đem giáo pháp diễn giảng cho chúng sinh. Lúc này thiên tử Bảo Anh liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con này không dùng Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và cả thiên nhãn để quan sát các loại chúng sinh, luôn hợp với pháp luật của các bậc hiền thánh. Con này chỉ dùng trục nhãn để xem thấy hàng xa các quốc độ trong mười phương, về những người nên thọ nhận việc chứng đắc, những người tu tập thiền định hoặc tại nhất trụ cho tới thập trụ, là thấy các bậc thiện nam sắp thành tựu đạo quả Phật Đà, các bậc nhất sinh bộ xứ không hề thoái chuyển, dốc lòng đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề. Hết thảy các bậc ấy đều nên được theo Bồ Tát nhất sinh bộ xứ để nghe pháp bình đẳng, các pháp bất nhị, từ đó mọi chí nguyện vì đạo thảy đều được thành tựu. Bây giờ Thế Tử Bảo Anh ân cần khuyến thỉnh cho đến 3-4 lượt lại dùng kệ để bày tỏ lời xưng tán. Tôn nhan không chỉ sánh, nét mặt như trăng trăm hoa,
giám đốc từ xuân hiệu tiến vượt phạm thiên âm, kiến lập cõi trí tuệ, thuyết pháp chẳng hữu vô. Chúng sinh chấp tưởng thường, tịch nhiên nẻo bất nhị, hào quang tỏa mười phương, u tối thay ánh sáng, bậc quý nhân trung tôn, nay nên chấp quy kính. Vô số đời khổ hạnh, từ bi khó có hai, công đức đã viên mãn, nay con nhất quy kính. Chính tán dương tôn túc, chân tay thân tướng tốt, da lông bảy chốn phẳng, dáng đứng phải trái cân, cánh tay ngón thân nhỏ, vân tay tỏa đều đặn, lưỡi dài rộng vô ý, nét ngàn cánh hoa sen. 40 răng khích đều, sắc như ngọc tuyết trắng, vào các lúc thuyết pháp, môi tươi như ngọc ánh. 8 thanh chẳng nam nữ, cũng chẳng âm thư hùng, cảm ứng khắp mười phương, lắng nghe không hề chán. Tai vuông đeo ngọc báu, như châu minh nguyệt ngời, mắt xem rõ trắng đen, trên dưới thể đều tỏ. Tóc đầu sắc xanh sẫm, nhục kế lông xoay phải, tướng tốt không bến bờ, dáng trong như núi vàng. Mọi đức trang nghiêm thân, cũng như hoa đua nở, tiêu diệt mọi bụi bặm, ba cõi một mình bước. Vô số loài chúng sinh khắp mười phương cùng hợp, muốn được nghe chánh pháp, đạo vô thượng tối thắng. Trời người rồng quỷ thần, dốc ngưỡng mộ nghe pháp, xin rủ thương muôn loài, mau chuyển bánh xe pháp. Bây giờ các vị đại phạm thiên vương trong khắp mười phương thế giới, các vị thất càn thiên vương là hàng thượng thủ trong số 84 ức thiên vương, liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mập chắp tay cung kính dùng kệ để tán dương Phật. Không đấm lìa mọi uế, lậu dứt không hề nhiễm, hành ứng hợp giáo pháp, ý đạt tuệ thông vô, gốc tại trời đấu thuật, thuyết pháp như nước cuốn. Vì sao nay tịch nhiên chẳng nở hoa tuệ tỏ, hào quang chí u minh xua sạch mê ba đời, mời lực không nhiễm đục, mong được lúc diễn pháp. Hôm nay khắp mười phương chư Bồ Tát phân tập, thể cùng muốn được nghe pháp chưa từng tuyên giảng, ý tịnh hành dứt lậu, như thể trăng trong sao. Phật quá khứ cùng nguyện mong được lúc thuyết pháp, chúng sinh nay chìm đắm bị sinh tử nổi trôi, xin đem thuyền bình đẳng cứ vớt kẻ ngập lặng, hào quang thật lồng lộng phủ che cả nhật nguyệt, xua trừ mọi phiền não thanh tịnh không chút bận. Trời tôn dốc nguyện lớn, dũng mạnh không hề phơi, ý từ bi bình đẳng thuyết pháp không tăng giảm, giới đủ cùng thiền tịch, lực thần túc vô ý, pháp vô ý không tướng, chánh thọ nhận khắp cõi, cốc tô pháp lục độ, tâm sạch mọi lo buồn, ý khiêm cung kính lễ các bậc sư tôn trưởng, do vậy hiện nhục kế không dám, không kẻ dám xem thường, huống chi tâm muốn bày thấy định tướng Như Lai, mười phương thương thị hiện, giáng thần độ muôn loài, chúng nhân cùng khao khát mong được chuyển pháp luân. Phạm Thiên Vương thức càng đập bài gậy tan tháng xong, bèn đi vòng qua Đức Phật ba vòng rồi trở lại tòa ngồi cũ. Lúc này Thích Đại Hoằng Nhân liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, lại soạn lại y phục, quỳ mập chắp tay ba lần tự xưng danh hiệu. Con là Thiên Đế Thích, tên là Câu Dực, xin được quỳ trước Bồ Tát để tán dương. Không lời hợp tịch tỉnh, không dạy hạnh tự đủ, không tập hợp vô biên, an nhiên hợp vô vi, bản hạnh hiện vô tướng, nay đặt quả không vô, nên lẽ thần hư không, tịch nhiên dứt lời giấu, tại đời giác ngộ được, ban vui kẻ khốn cùng, chỉ dẫn nẻo chánh kiến, mù tối dẫn nẻo chính, chúng sinh mãi lầm lạc, mong nghe pháp cam lồ, mong mở kho vô tận, nhuần thấm khắp trời người, hành từ gốc tu đức, phương tiện không giảm tăng. Diễn đoạn pháp vô vi, muôn người đều đầy đủ, bậc thế tôn khó gặp, chánh pháp cũng khó tìm, muốn được gặp thánh hiền cũng lại chẳng thể được. Trời Như Lai quá khứ thành chánh giác nơi đây, mong được lúc phục thần gắn bó cõi đời này, tên gốc Thích Nhàn Tỉnh tư duy đạo vô vi, gốc thệ nguyện đạt quả làm sao ở chốn động, diêm phù năm vạt trôi lựa nước cũng dữ dội, duy nguyện mau xuất gia lì tham dục trói buộc. Con nhớ đời quá khứ cho Phật thành chánh giác, liền đến nơi thọ vương sớm ngồi diệu thành đạo. Tôn giả này có nghi mới muốn vui sinh tử, ân ái như thành hư, vấy sao tham luyến, đời đầy nỗi sống chết, chỉ đạo luôn tịch nhiên, ân ái như ánh chớp, hiện hóa chẳng chân thật, thế gian đầy tâm tối, năm lớp sử phủ che, bông được khai tuệ sáng, chứa tỏa được thấy khắp, biến hóa vô số hình, thích ứng trước muôn loài, theo đúng hạnh nguyện gốc, hành thiền lực xuống mạng,
Nhờ này sao lại tỉnh, chẳng chuyện bánh xe phép, mong được lúc diện trọng, đã khác được no đủ. Nhân gốc nẻo tạo phước, tích chứa từ nhỏ ít, đạt đến bậc thiên vương, cõi trị không bờ bến. Cung phụng cho Như Lai, thời quá khứ đắc đạo, bốn Phật nhất bộ xứ. Thế Tôn chánh hiện tại, vô số ức na tuật mãi chìm trong sinh tử, mong đem xe nguyện lớn, đưa ngay đến bờ giác. Nay xin khuyến thỉnh thuyết, pháp cam lộ không chán, tám nẻo mở dứt đắm, không có nhiễm bụi bặm. Tôn giả hoặc nhập định nên độ cõi chẳng độ, mong trước hóa loài này, cái tâm dự chẳng động, tánh hư không chẳng nhiễm, luôn bình đẳng an nhiên, không hướng chẳng thấy được, duyên nguyện dứt mọi nghi, chứa thâm diệu vô tận, yếu kẻ yếu nào giữ nổi. Nay gặp Thiên Thế Sư, xin mở khiến hiện khắp. Tôn giả vốn nguyện độ, cùng ngày chẳng đổi lúc, như nay sao im lặng, bao kẻ mê cầu độ. Lúc ấy Thích Đà Hoằng Nhân đã bày kệ xưng tán Phật xong, liền đi vòng quanh Phật ba vòng rồi trở về chỗ ngồi. Bấy giờ Ma Vương tên là Nộ Hại dắt dẫn đám đông ma liền rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy, đầu mặt cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: Kính bạch Thế Tôn, chúng con từ lâu luôn âm lòng hồ nghi, không thấy được đạo chân chánh, nếu muốn được thuyết về pháp luân không gì sánh được, mong được thấy rủ lòng thương xót mà giảng nói thông suốt chánh pháp. Chúng con từ lâu chẳng rõ về pháp giới, tuy vậy mỗi người đều có tâm mộ cầu không tuệ, chỉ vì chưa được gặp gỡ kinh điển của bậc giác đại giác ngộ. Bây giờ Ma Vương ở nơi phía trước Đức Phật đọc bài kệ: Nơi trăm ngàn ức kiếp không đắm lúc nên hiện, như hoa lìa nước bụi tâm tịnh còn hơn thế. Số lượng kiếp vô cùng từng trải chịu khổ hạnh, không rời bốn nguyện lớn kim cang chẳng thể hoại, miệng diễn tán vô ngại trời người đều sung mãn, người nhận luôn đủ đầy lại dứt lo sinh tử, một đời đến trăm đời, danh hiệu các dòng họ thể rõ mọi ngọn nguồn, dòng dùng tuệ hơn hết độ, mười trụ về cõi gốc thối chuyển thành tinh tấn, tối thắng độ nạn ấy. Nên diễn chớ hồ nghi, hằng xa Phật quá khứ, du hóa khắp chốn này, diễn pháp luân vô thượng, độ người không kể xiết, chính khiến đời vị lai chư Phật thành đạo quả. Thể đến nơi chốn này sẽ chuyển pháp luân báu, từng nghe Như Lai tạng tuệ thần diệu Như Lai tên là cõi Phổ Nghiêm kinh Bồ Tát An Lạc, hôm nay đúng là lúc khó có thể gặp được, cứ vất mọi khổ ích tư ái tuệ đạo tỏa. Hoặc có loại chúng sinh chán ghét chốn thân khổ, muốn nghe pháp vi diệu dứt trừ bốn đại giả, là có kẻ hiểu đạo rõ sinh diệt vô thường, muốn nghe đạo không vô tất tỏ không chúng có, là có chốn cao sâu giữa mình dứt tưởng khác, biết thân vật chẳng bền chẳng giấy niệm tưởng chấp, tuy lại nhớ nền đạo chưa nghe chẳng được ngộ, duyên nguyện tôn giáng thần khiến dứt hết nghi động. Mắt như hoa sen xanh nhìn suốt không chốn ngăn, xem xét khổ ba đời phiền não chốn cuốn bao kẻ. Thế Tôn vốn trải qua phụng thờ chư Thế Tôn, khiêm cung hàng thấp kém nay đạt tướng vô hình, nơi tướng không chấp tướng mọi sắc đẹp đều giả, vì vậy các hiện thánh định tướng không thể thấy, hào quang từ giữa mày chiếu tỏa vô số cõi, thấy hào quang dứt phiền như hè gặp bóng rợp. Tiếng sư tử rống vang hàng phục đám ngoại đạo, phá hết rừng tà kiến như sáng xua sạch tối, nói lời lời không dối chỉ dốc tất thành tựu, thuyết pháp pháp chân thật đạt đạo đạo cội nguồn. Xưa Phật ở cõi này 12 tiểu kiếp ấy, dần dà cùng liên tục chẳng dứt dòng chánh pháp, tìm thầy cầu ánh sáng gắn giữ ngần ái tuệ, trang nghiêm tạp vô tận vô hình không thể gọi, kẻ không tin khiến tin căn lực luôn dồi dào, vô ý lìa đây kia mong được lúc diễn thuyết ba cõi tôn quý nhất, chánh pháp trùm hết thảy thành đạo hoại nghi pháp, dứt hẳn tượng vô ngã, mọi người tham chấp thân đánh đuổi chẳng thể lìa, kết buộc nên trời khổ, nên đời khổ, hẹn đến lúc nào thoát. Trời sáng chiếu thế gian, đoạn dứt tâm tham ái, từ độ cùng độ người, quả người thật khó có. Thi ân giúp tôi ta đã vượt khỏi ba cõi, một lúc một ý niệm, bình đẳng không nam nữ. Chúng sinh mang điên đảo, chẳng tỏ tuệ không vô, ý giấy đắm năm dục, chấp có thân thực sự. Do vậy đọa năm ngã, chẳng thấy nẻo chứng đắc, Phật thị hiện thế gian, do tướng hữu vô ấy.
Nhập thiền dứt tham chấp, trừ hẳn mọi phân hoa. Xem đấy hình vô thường, chẳng có cũng chẳng không. Từ bi lớn cứu đời, mênh mông không bờ bến. Nguyện xưa nay đạt quả, mau trở lại tòa báu. Xem kẻ đắm sinh tử, đôi nội chẳng tự biết. Xa Thế Tôn lặng yên, dứt lời không thuyết giảng. Đời năm nạn câu uế, chẳng thấy các pháp Phật. Thân tính sinh giữa nước, cha mẹ đủ năm việc. Hào quang tỏa khắp cõi, chẳng thấy hình chất tượng. Sắp nhập định diệt tận, tịch diên không tiếng vang. Đại chúng phương xa đến, cơ lâu càng đạp hòa. Nghe pháp quý không chán, lửa dài rộng tịch tỉnh. Pháp ấy chẳng nghĩ bàn, hóa độ kẻ mê muội. Muốn tỏ được ngọn nguồn, pháp ấy chưa từng có. Bồ Tát không thoái chuyển, vả chưa đạt pháp ấy. Hướng lại hướng của đạo, mà muốn rõ nẻo gốc. Phật nay xem bốn chúng, ngần ấy loài dốc chí. Nay được pháp diện rộng, mọi mọi mong được độ. Chúng sinh nhiễm ba cõi, muốn cầu pháp lìa buộc. Mọi tưởng thường, chẳng thường, thảy chiếu nẻo diệt tận. Ma quỷ có ức nàng, đều từ mười phương lại. Đạt tính nhẫn bất khởi, hành địa không thoái chuyển. Lại có ức nàng chúng, ý hướng theo chúng con. Đều là tộc tánh tử, tất đến được địa kiên cố. Lại có vô số người, hành địa không chấp có. Tất cầu không vô tướng, giúp đi tới đạo tràng. Là hán ý tự khiêm, theo loại nhập tập tục. Nẻo thiết khổ thâm sâu, tẩy từ nhất thiết trí. Cố là ấn Bồ Tát đạo quả nên ấn ấy. Bẩm thọ nẻo đại thừa, gốc không từng ấy không. Phật lúc mới phát tâm, tu tập bốn ý chỉ. Hành địa không cao thấp, theo tuệ thông nẻo đạo. Nhằm khiến cho vô số trong hằng xa số kiếp. Hạnh khổ chẳng niệm tà, do đây trọn nguyện quả. Tương lai mọi hằng xa, muốn còn muốn thành Phật đạo. Chẳng lìa mọi sở nguyện, tất do nay tỏ đạt. Như Lai đại từ bi, xả thân chẳng vì mình. Bố thí không cao thấp nên đạt tuệ lục độ. Khứ lai cùng hiện tại, sinh diệt vốn vô cùng. Sinh ấy là tự sinh, của nguồn khó thông tỏ. Mười hành lìa thân người, năm hành là pháp vương. Bản nguyện dứt tư duy, từ mẫu nêu pháp lớn. Hoặc lại nơi thời khác, kinh hành ngồi nằm niệm. Do vậy đạt tổng trì bốn biện tài rộng lớn. Bồ Tát thương vô loài, không chấp tưởng có thường. Nhớ đời chốn chẳng thường, vĩnh viễn đạt an ổn. Tầng lực bốn vô ý, giác đạo tám nẻo hành. Như Lai 18 pháp Thế Tôn nói gồm đủ. Chúng sinh tự sinh niệm, không được chẳng thể được. Tự thích rơi vực sâu, chẳng hướng cửa giải thoát. Lúc mà vương nại nộ hại, nói xong bài kệ ấy, liền đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi trở lại chỗ cũ. Bây giờ chư thiên cõi trời đáo lợi dẫn theo chúng chư thiên đi đến chỗ Đức Phật cung kính đảnh lễ, rồi lui ra đứng một bên. Chỉ trong chốc lát đã đến trước Đức Phật thưa: Kính bạch Thế Tôn, chúng con đối với Thế Tôn trước đã có phước duyên được gặp gỡ Tôn Giang bậc giác ngộ. Nay Thế Tôn đã giáng thần trong cõi Diêm Phù Lợi, chỉ nói pháp thân, pháp luân, là bậc pháp vương trong tam thiên thế giới. Chư thiên lại dùng hương hoa, các loài hoa quý như có vật đầu phân đại lợi tu càng đề tung rải lên thân Như Lai, rồi lại dùng kệ để bày tỏ lời tán dương. Thế hùng nay thị hiện, vua cõi Diêm Phù Đề đã sinh tám chẳng nhàn, nơi chúng sinh chung sống, lìa hẳn chẳng tham đắm. Trong dứt mọi tư duy, tịch nhiên liệt mọi niệm, sinh diện nói đủ pháp, tôn thắng chẳng nghĩ bàn, công lao chẳng thể chép. Cái tướng trang nghiêm thân như trăng nơi sao sáng, hành dứt không tạo tác, an tọa nơi đạo tràng, tâm thức cũng tự dừng, đâu nhiễm đắm thế tục. Mọi hành gốc đã vượt, đức đầy khắp các tình, âm vang hơn phạm thiên, quy kính thiên trung thiên. Gốc tạo từ bốn ma, ma muốn lìa sinh tử, tái mật chẳng nhiễm cấu, tự quy bậc tối thượng. Phật này hướng một pháp, niết bàn không sinh diệt, ý diệt ý chẳng sinh, chẳng thế nẻo quả báo. Phật vốn tu hai hạnh, chỉ diệt quán chẳng sinh, hành tướng chẳng thấy dứt. Thế hùng bậc tối thượng, Như Lai ba pháp gốc, không vô tướng vô nguyện, dốc hướng đạo giải thoát, dứt lợi không chủng nhiễm, lập nguyện thật kiên cố, chứa hạnh không niệm phạm, dứt niệm hành không đắm, nên chẳng vướng ba cõi. Thần túc có bốn nẻo, theo duyên thọ mạng trụ, hành vượt ngoài bến bờ, nhân từ rõ bậc nhất, đại sinh cõi nam trượt, trung hợp không thị phi, bậc chân hạnh dứt nhiễm, phương tiện nhập muôn loài, năm căn hành bình đẳng, tính tuệ tinh tấn lực.
Diệt điên đảo trừ cấu, thanh tịnh là bậc nhất, tôn đức hơn trời người, tám pháp vĩnh viễn đoạn, định ý tâm tự tại, vì vậy lễ tối thắng. Này Thế Tôn, giáng thần, chấn động khắp tam thiên, giác ngộ chúng sinh mê, lìa khổ hoạn bao kiếp. Lúc chư thiên cõi trời đau lợi đọc xong bài kệ tán Phật, liền đi nhiễu quanh chỗ Phật ba vòng, rồi trở lại ngồi như cũ. Bây giờ Bồ Tát tự tôi truy, hiện nay nơi chúng hội này, thảy đều là chúng tập hợp của mười phương thế giới. Các vị thánh trí có đủ sáu thần thông, các hàng, nhất sinh bộ xứ, bốn bậc quần đủ, tất cả đều vân tập đến đây nhằm được nghe về pháp địa không thoái chuyển. Tại này nên dốc giữ vững pháp vô ý, là gốc của mọi sự thực hiện công đức để trang nghiêm nơi thân tướng đúng theo phép tắc của nẻo hành hóa, nơi chư Phật thời quá khứ. Tức thì ở nơi tòa báu, nhập pháp tam muội tự nhiên vô tánh, tự định ý mà phân biệt xem rõ nẻo hành hóa của chư Phật, các pháp an lạc của Bồ Tát có đến tám vạn phẩm. Đức ấy là thù thắng, đặc biệt không thể dùng ví dụ để diễn đạt. Các vị Đại Bồ Tát đạt được pháp môn an lạc ấy, thì liền có thể dốc tâm ý đi đến đạo tràng. Đối với những chúng sinh chưa nhập vào dòng chảy của đạo pháp thì có thể khiến họ đến được bờ giác ngộ. Bây giờ, Đức Thế Tôn hiện ra tướng lưỡi dài rộng, hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, rồi nói với bốn bộ chúng tỳ kheo ni, ưa bà tắc, ưa bà di cùng thiên long quỷ thần rằng: Các vị hãy dốc tâm lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, ta này sẽ vì các vị mà giờ nói về pháp an lạc vô tướng của Bồ Tát. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ đạt được pháp an lạc ấy để trang nghiêm nơi thân, thì liền có thể lui tới ung dung không hề bị ngăn ngại. Phẩm 5 nói về các pháp môn an lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các vị tập tánh tử, tập tánh nữ, ta này sẽ thuyết giảng về tám vạn pháp môn an lạc của Bồ Tát. Những gì là tám vạn pháp môn ấy? Này các vị tộc tánh tử, như có pháp môn an lạc tên là tận tính, Như Lai đã đạt được pháp môn ấy để có thể khiến cho chúng sinh nơi cõi địa ngục đang chịu bao nỗi khổ não liền dứt mọi hoạn nạn. Lại có pháp môn an lạc đẳng từ, Bồ Tát đạt được pháp an lạc đó thì có thể khiến cho những chúng sinh mang hình tướng xuất sinh dứt hẳn mọi sự bị giết hại. Còn có pháp môn an lạc vô vọng, Bồ Tát đạt được pháp an lạc này thì có thể khiến cho loài ngạ quỷ vĩnh viễn không còn tưởng và sự đối khác nữa. Là có pháp môn an lạc thanh tịnh, Bồ Tát đạt được pháp an lạc ấy thì sẽ khiến cho các chúng sinh bị mê lầm nhận biết được nẻo đạo. Lại có còn có pháp môn an lạc triệt thính, Bồ Tát có được pháp an lạc đó thì sẽ khiến cho các chúng sinh được nghe giáo pháp chân chánh, bây giờ được nghe lãnh hội. Là có pháp môn an lạc tự ngộ, Bồ Tát đã được pháp an lạc này thì sẽ khiến cho mọi chúng sinh ngu si, dứt tâm sạch nẻo tà loạn. Còn có pháp môn an lạc kiềm ý, Bồ Tát có được pháp an lạc ấy thì sẽ giảng dạy cho chúng sinh hành theo 10 nẻo thiện. Là có pháp môn an lạc trực tính, Bồ Tát đạt được pháp an lạc đó sẽ được đưa được các chúng sinh lầm theo đường tà kiến trở lại an ổn nơi chánh kiến. Còn có pháp môn an lạc hoàng thệ, Bồ Tát đã được pháp an lạc này thì sẽ không còn cho số lượng các kiếp là lâu xa nữa. Lại có pháp môn an lạc siêu việt, Bồ Tát đã được pháp an lạc ấy thì sẽ khiến cho các chúng sinh biến trễ, dốc giữ gìn đúng luật pháp. Lại có pháp môn an lạc vô nhuế, Bồ Tát đạt được pháp an lạc đó sẽ khiến được các chúng sinh giận dữ muốn hại, dốc tu tập nhẫn nhục. Lại có pháp môn an lạc dũng mãnh, Bồ Tát đã được pháp an lạc này sẽ thúc đẩy các chúng sinh lười nhác trở nên tinh tấn hết mực. Còn có pháp môn an lạc nhất ý, Bồ Tát đã được pháp an lạc ấy sẽ khiến cho các chúng sinh tâm ý bị rối loạn, dốc tu tập đầy đủ các pháp thiền định. Lại có pháp môn an lạc xí nhiên, Bồ Tát đã được pháp an lạc đó sẽ khiến cho các cho hàng chúng sinh ngu si thành tựu được trí tuệ. Có pháp môn an lạc kiên cố, Bồ Tát đạt được pháp an lạc này thì đối với những người chưa bước vào nẻo đạo sẽ khiến họ đứng vững trong chốn đạo pháp. Là có pháp môn an lạc đa văn, Bồ Tát đạt được pháp an lạc ấy thì sẽ khiến cho những chúng sinh trí tuệ ít kém trở thành những người có nhận thức và trí nhớ tốt, không hề bị lãng quên. Có pháp môn an lạc uy nghi, Bồ Tát có đủ pháp an lạc đó sẽ khiến cho các chúng sinh không biết khổ thẹn trở nên biết khổ thẹn. Có pháp môn an lạc ác lộ, Bồ Tát đạt được pháp an lạc này sẽ khiến cho các cho những chúng sinh tham đắm vị dục, nhận thấy được tính chất bất tịnh của đối tượng. Còn có pháp môn an lạc phù lạc, Bồ Tát đạt được pháp an lạc ấy thì sẽ khiến cho chúng sinh thường sân hận và viễn đoạn trừ sạch điều độc ấy. Lại có pháp môn an lạc phổ diệu,
Bồ Tát có được pháp an lạc đó, tất đạt được trí tuệ thông tỏ, xua sạch hẳn mọi tối tâm. Có pháp môn an lạc biến phổ. Bồ Tát đạt được pháp an lạc này thì sẽ khiến các chúng sinh thể được tính chất phân chia bằng nhau, trước hết mọi hồ nghi. Là có pháp môn an lạc hình bi sắc biến hóa. Bồ Tát đạt được pháp an lạc ấy thì khi nhận thấy được sự biến hóa của vô lượng hình sắc, đều phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Này các vị tập tánh tử, đó gọi là những pháp an lạc tiêu biểu dẫn tới 8 vạn pháp môn an lạc của Bồ Tát thật là vô cùng tận. Ta này chỉ lược nêu một số pháp chính, khỏi phải nói hết. Nếu có những chúng sinh từ kiếp này đến kiếp khác, cho tới cả 100.000 kiếp muốn biết hết sự thực hiện các pháp an lạc của Bồ Tát ấy, thì điều đó không thể có được. Lúc này các vị Bồ Tát tên là Vô Hình đã đứng vững nơi pháp không thoái chuyển, liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên hữu, đến trước Đức Phật quỳ mập chắp tay cũng kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, thật là điều hết sức kỳ lạ, hết sức đặc biệt chưa từng được nghe. Sự biến hóa của Như Lai thật chẳng thể tận cùng, để mới có thể diễn nói về pháp an lạc thâm diệu. Các vị đại Bồ Tát nếu dốc tâm chấp trì đọc tụng nên tên các pháp an lạc ấy, thì đều được chư Phật luôn hộ niệm. Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ được gặp lúc Như Lai thuyết giảng về pháp an lạc thì đúng là đã gặp được pháp tạng của Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói với bốn bộ chúng: Đã có thiện nam thiện nữ dốc hết tâm ý thọ trì đọc tụng các pháp an lạc ấy thì liền đạt được 10 công đức vô ngại. Những gì là 10 công đức đó? Một, có được uy nghi thâm nhập vào kho tàng chánh pháp vô tận như hư không. Hai, đối với mọi chỗ nghe thấy hiểu biết thì sự ghi nhớ luôn mạnh mẽ lâu bền, không hề để mất biện tài. Ba, quan sát và thông tỏ các niệm đều như huyền hóa. Bốn, tâm đạt giải thoát, không còn chấp vào nẻo thường hữu. Năm, luôn xa lìa tam pháp thế gian, không ở những nơi chốn ồn ào rối rắm. Sáu, được nghe pháp ấy thì liền vui vẻ tâm dứt nẻo nhị kiến. Bảy, lãnh hội các diệu lý không vô tướng, nó không hề chấp vào hình tướng. Tám, là có thể thâm nhập vào các pháp định ý tịch diệt. Chín, thần thông vô ngại được trí giải thoát. Mười, thông tỏ các pháp là sự là tự sinh, không còn thấy sự sinh diệt của chúng. Như vậy là các vị thiện nam thiện nữ đã có được đầy đủ 10 công đức vô ngại. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất liền rời chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên phải đến trước Đức Phật chắp tay cũng kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, các pháp vô hình không thể nhìn thấy được. Pháp vô hình chẳng phải là chỗ đạt được của A-la-hán Bích Chi Phật. Xá Thế Tôn lại nói rằng các hàng thiện nam thiện nữ chấp trì độc tụng 10 công đức vô ngại thì liền thành tựu đạo quả đi vào cửa Nơi Hoàn. Nơi Hoàn vô ngại lẽ nào là một pháp khác sao? Nơi Hoàn là vô vi vô ngại không tham đắm. Như Lai hiện tại đạt đến bậc chánh giác, do đâu là đem công đức vô ngại mà nói về Nơi Hoàn? Cho rằng chúng sinh đạt được 10 công đức vô ngại thì liền được Nơi Hoàn. Nếu bảo rằng chúng sinh đã đạt được Nơi Hoàn thì Nơi Hoàn ấy chẳng phải là Nơi Hoàn vậy. Như thế thì sao Đức Thế Tôn nói rằng có được 10 công đức vô ngại thì liền được Nơi Hoàn? Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Như chỗ tôn giả hỏi ấy đều thuộc về uy thần của Phật, không phải là cảnh giới của tôn giả. Thế thì theo tôn giả, Nơi Hoàn có hình sắc không? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kính bạch Thế Tôn, không phải. Phật hỏi: Vậy thì Nơi Hoàn là vô hình sắc chăng? Thưa: Chẳng phải. Phật hỏi: Này tôn giả Xá Lợi Phất, vậy thì Nơi Hoàn là có hình sắc, không có hình sắc chăng? Thưa: Chẳng phải. Phật hỏi: Thế thì Nơi Hoàn là phi sắc hay chẳng phải phi hình sắc chăng? Thưa: Chẳng phải. Phật hỏi: Này tôn giả Xá Lợi Phất, vậy thì các pháp vô ngại là thường, chẳng phải thường, có sinh có diệt chăng? Thưa: Chẳng phải thế. Kính bạch Thế Tôn, Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Nếu cho rằng các pháp vô ngại, cho đến Nơi Hoàn chẳng phải sắc, chẳng phải vô sắc, cũng chẳng phải sắc, chẳng phải vô sắc, cũng không sinh diệt, dứt trừ tham đắm, không hình tướng, chẳng thể nhìn thấy, thế thì làm sao có tên là Nơi Hoàn? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kính bạch Thế Tôn, Nơi Hoàn là không có tên, chẳng phải là cảnh giới của nhãn thức có thể tiếp cận. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Này tôn giả Xá Lợi Phất, như chỗ tôn giả nói đó, chẳng phải là cảnh giới của nhãn thức có thể nhận biết được, thế thì theo tôn giả, thức là hữu hình chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Tùy theo hình tướng của đối tượng. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Như tôn giả nói là tùy theo hình tướng của đối tượng, thế là có cái thức ấy, vậy sao lại cho rằng chẳng phải là cảnh giới của nhãn thức?
Tôn giả sẽ lại phát thưa với Đức Phật rằng, tùy theo đối tượng có hình tướng thì là thức hữu vi, tùy theo đối tượng không hình tướng thì là thức vô vi. Vì Nê Hoàng vô ngại, chẳng phải là tướng hữu vi, nên chẳng phải là thức hữu vi, chẳng phải là tướng vô vi, nên chẳng phải là thức vô vi. Đức Phật nói, này Tôn giả Xá Lợi Phất, Nê Hoàng vô ngại chẳng phải là tướng hữu vi, chẳng phải là thức hữu vi, chẳng phải là tướng vô vi, chẳng phải là thức vô vi. Có tạo tác thì thức, không tạo tác thì không thức. Nê Hoàng chẳng phải bỉ, chẳng phải thử. Vậy thì lại chẳng phải thức khác sao? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, các bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải thế. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, Nê Hoàng chẳng phải đây, chẳng phải kia, cũng chẳng phải thứ khác. Tướng tức là chẳng phải tướng, làm sao Nê Hoàng lại biệt lập với tướng gọi được? Giả sử Nê Hoàng biệt lập với danh hiệu, tùy theo hình tướng của đối tượng mà có thức phát sinh. Nếu khiến Nê Hoàng không biệt lập với danh hiệu, thì tùy theo tướng vô vi mà liền có thức vô vi. Thế thì sao lại cho rằng Nê Hoàng chẳng là tướng hữu vi, chẳng là thức hữu vi, chẳng là tướng vô di, chẳng là thức vô di, cũng chẳng là thức khác, lại chẳng phải biệt lập với danh hiệu? Thì như hiện nay làm sao lại gọi là Nê Hoàng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, Nê Hoàng là Nê Hoàng. Đức Phật nói, là sao cho rằng Nê Hoàng là Nê Hoàng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, như dứt hết ý niệm về Nê Hoàng. Đức Phật nói, làm sao gọi là như dứt hết ý niệm về Nê Hoàng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, như tận cùng tức là không tận cùng. Đức Phật nói, lành thay này Tôn giả Xá Lợi Phất, như chỗ Tôn giả nói gốc là nói về Nê Hoàng vô ngại, chẳng phải là tướng và thức hữu vi, chẳng phải là tướng và thức vô vi, cũng chẳng phải là thức khác. Tướng tức là vô tướng, không biệt lập với danh. Thế thì sao lại nói Nê Hoàng vô ngại như tận cùng tức với không tận cùng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, kính bạch Thế Tôn, nói về Nê Hoàng vô ngại chẳng phải là cảnh giới của con. Chỉ vì Nê Hoàng vô ngại là vô tận mà chẳng phải là vô tận. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ta nay cùng với Tôn giả nêu ra ví dụ, kẻ đấy dựa theo thí dụ thì là tự thông tỏ. Ví như có người đàn ông ngước mặt bắn lên hư không, ở nơi không mong cầu không, lại hướng về chỗ người khác nói, tôi ngày trước từng đi khắp hư không, từ rơi xuống vực sâu, nay gặp được hư không, nên bắn mà báo thù. Thật là sung sướng vì đã đạt được sở nguyện của tôi. Thế thì này Tôn giả Xá Lợi Phất, chí hướng của người đó là thích đáng chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, kính bạch Thế Tôn, ngài bắn lên hư không nhằm để báo thù, sự xét đoán như thế là không dối. Đức Phật nói, này Tôn giả Xá Lợi Phất, ở nơi hư không bắn vào hư không, thế thì mũi tên có gắm vào hư không chăng? Thưa, không dính vào. Đức Phật nói, làm sao đối với hư không lại báo oán? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, hư không là vô hình tướng, không thấy có báo hay không báo. Đức Phật nói, đúng thế. Như chỗ Tôn giả vừa nói, hư không là không có báo. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, Nê Hoàng vô ngại cũng như vậy. Ở nơi hình tướng hữu vi thì theo thức hữu vi, ở nơi tướng vô vi thì theo thức vô vi, chẳng ở nơi tướng này, chẳng ở nơi tướng kia, chẳng phải chẳng có thức, cũng chẳng phải không có thức. Đó gọi là Nê Hoàng vô ngại, chẳng phải có thức, chẳng phải không có thức vậy. Lúc này có 500 vị tỳ kheo được nghe nói về pháp hư không vô tận ấy, liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, thu dọn y bát bỏ đạo mà đi. Vì sao? Vì các vị tỳ kheo ấy ở nơi không cầu mong lấy cái không, buông báo oán đối với hư không, tâm vướng chấp nên tham đắm cho rằng hư không là có hư không. Vì vậy mà về thời tương lai, hàng xa chư Phật phải tạo trước sự ổn định vững chắc rồi mới thuyết pháp. Các vị tỳ kheo ấy đối với hư không đã bị nhiễm chấp nên chung cuộc chẳng được giải thoát. Bây giờ nơi toàn hồi dành cho hàng phàm phu có được lòng tin vững vàng. Những người có học, không học tỏ ra xôn xao vì chưa có thể dứt sạch hết khổ, đã đến cảnh giới vô phi giải thoát. Lúc này Tôn giả Xá Lợi Phất vừa thừa uy thần của Phật với bốn bộ chúng. Này các vị đã lãnh hội thấu đáo pháp thâm diệu ấy chăng? Hội chúng đồng thanh đáp, đúng vậy thưa hiền giả Xá Lợi Phất. Chúng tôi đã vĩnh viễn đoạn trừ các thứ phiền não cấu nhiễm, mà nếu tạo tác của ba nghiệp đã dứt,
Tôn giả Sa Lợi Phất nói, làm sao để dứt trừ hết mọi thứ phiền não? Đáp, ca trí không lẫn lộn, chẳng phải tạo, chẳng phải không tạo, vì vậy mà dứt tận mọi phiền não. Tôn giả Sa Lợi Phất nói, lành thay, nay các vị tập tánh tử, các loại phiền não ấy là gốc của chúng sinh, ở trong chúng sinh mà thành tựu đạo quả vô thượng, ở nơi phước điền của Đức Như Lai mà làm thanh tịnh nhất thiết trí. Tôn giả Sa Lợi Phất nói tiếp, tịnh cũng là không tịnh, làm sao ở nơi phước điền có thể làm thanh tịnh nhất thiết trí? Đáp, chưa đạt được đạo quả thì đối với nhất thiết trí chưa có thể làm thanh tịnh được não trí tuệ ấy. Lại hỏi, thưa hiền giả Sa Lợi Phất, Bồ Tát muốn làm thanh tịnh nhất thiết trí thì gồm có bao nhiêu phẩm? Tôn giả Sa Lợi Phất nói, Bồ Tát làm thanh tịnh nhất thiết trí không thể dùng các pháp của thế gian để nắm bắt được. Lại hỏi, thế nào gọi là không thể dùng các pháp thế gian để nắm bắt? Tôn giả Sa Lợi Phất nói, đối với các pháp không tham chấp vướng mắc, không mang nhận thức điên đảo. Lại hỏi, làm sao để thành tựu được các pháp an lạc của Bồ Tát? Đáp, không thể mất Phật đạo cho đến khi thành tựu trọn vẹn, như thế là không hề mất pháp an lạc của Bồ Tát. Đó gọi là các vị tập tánh tự ấy đã thực hiện từ gốc, chứ không là mất sở nguyện tốt đẹp của mình. Lại hỏi, thưa hiền giả Sa Lợi Phất, các vị đại Bồ Tát làm thế nào dựa vào thiện trí thức để thành tựu được các hạnh an lạc của Bồ Tát? Đáp, đối với tất cả chúng sinh không hề tiếc thân mạng mình, đó gọi là Bồ Tát, đại Bồ Tát thiện trí thức. Lại hỏi, dùng những trí tuệ gì để thành tựu được các hạnh an lạc? Đáp, không làm dứt mất vật dụng, không tạo ra cái mới khác. Lại hỏi, đối với chư Như Lai, làm sao để phục vụ cúng dường làm trang nghiêm cõi Phật? Đáp, không lấy số lượng các pháp làm kỳ hạn, đó gọi là làm trang nghiêm cõi Phật. Lại hỏi, đối với nơi chốn của Như Lai hiền thánh, làm thế nào để im lặng an nhiên không giấy cái tưởng? Đáp, thà mất thân mạng chứ không thể thiếu giới luật. Lại hỏi, làm thế nào để nhận rõ 800 môn pháp môn căn bản? Đáp, luôn liên tục giữ tâm không để mất ý, luôn giữ lấy việc ra vào cùng dứt vọng niệm. Lại hỏi, làm thế nào để có đầy đủ sáu pháp kiên cố? Đáp, không cho thân tướng là thật, không xem tà mạng là thật, thân mạng thật sự là luôn biến đổi. Lại hỏi, làm thế nào để có được đầy đủ kho tàng vô tận? Đáp, đã đạt được các pháp an lạc vô ngã của Bồ Tát thì sẽ có đầy đủ bảy thứ tài sản vô tận. Lại hỏi, làm thế nào đối với thế gian có được sở ích ham muốn biết đủ? Đáp, đối với các thứ trí không hề tạo sự sai khác chống đối, đó gọi là ích ham muốn. Lại hỏi, làm thế nào để tâm tiếp cận khắp các đối tượng, hoặc khi ở nơi thanh vắng không hề nhiễm ở ba cõi? Đáp, dứt mọi nguyện cầu nơi ba cõi. Lại hỏi, làm thế nào dùng trí tuệ để biết được các mối khổ hoạn trong ba đời? Đáp, dứt sạch mọi khổ từ cội rễ của nó, khi không còn giấy sinh các phiền não. Lại hỏi, làm sao đối với ba pháp thọ nhận có thể dứt hết mọi tưởng niệm? Đáp, chẳng thấy có khổ vui cùng không khổ không vui. Lại hỏi, làm thế nào Bồ Tát có thể thọ nhận nơi không có chỗ thọ nhận? Đáp, nhận rõ về năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Lại hỏi, làm sao Bồ Tát có thể thâm nhập vào cội nguồn của các pháp? Đáp, bên ngoài liền bỏ sáu nhập, trong thì không tạo sáu trần. Lại hỏi, làm thế nào dùng các pháp hóa độ để hóa độ chúng sinh? Đáp, phân biệt rõ các con đường tu tập, không vọng chấp vào đạo quả. Lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào để lìa bỏ sự tham tiếc keo kiệt, bố thí giúp đỡ mọi người mà không giấy tưởng chấp? Đáp, đối với tất cả chúng sinh, tâm luôn chất sạch ba thứ chướng ngại. Lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào để giữ giới luật không hề thiếu? Đáp, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành tựu quả vị Phật Đà, không hề lìa bỏ đạo tâm cùng pháp nhẫn nhu hòa thuận hợp. Lại hỏi, làm thế nào để tu tập pháp nhẫn mà không hề giấy khỏi giận dữ? Đáp, luôn điều phục tâm, thu giữ ý, gắn bó với pháp không vô hình. Lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào để luôn dốc tâm tinh tấn, không giấy sự biến trễ lùi nhát? Đáp, luôn tư duy để nhận rõ sự tu tập như đang cứu chữa lửa cháy. Lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào để thực hiện các pháp thiền định không hề thiếu, và khi vô hóa đến khắp mười phương tâm ý không hề lầm lạc? Đáp, tâm ý khi tiếp cận đối tượng luôn theo tinh thần bất nhị, không hề là mất trí tuệ. Lại hỏi, làm thế nào để tuệ nhãn soi tỏ khắp chốn, không bị trở ngại? Đáp, đối với tất cả pháp, các pháp không ai không thấy, không chấp ở hình tướng của chúng.
Là Bồ Tát làm thế nào để nhận pháp định từ thu giữ giữa lá chúng sinh không còn thấy có sự hóa độ? Đáp: luôn quan sát và thâm tỏ về gốc của tâm ý thức chúng sinh. Lại hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát thể hiện lòng thương xót hết mực đối với các chúng sinh chưa được hóa độ? Đáp: không hề giới tưởng chấp về các pháp để thấy có sự cao thấp. Lại hỏi: Bồ Tát làm thế nào để nhập vô lượng các pháp định, tâm có được niềm hoan hỷ liên tục? Đáp: hành theo gốc như nhiên, không thấy có sinh diệt. Lại hỏi: Bồ Tát làm thế nào để thực hiện ba pháp tam muội cho đến lúc đạt tới cửa Niết Bàn? Đáp: luôn không lìa tám con đường tu tập của Đức Như Lai. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đã dùng vô số phương tiện để cùng với các vị trong chúng hội thuyết giảng giải pháp ánh lạc vô ngại vi diệu. Lúc này có 1.200 vị tỳ kheo tâm tin tưởng vững chắc, an tịnh trong pháp không thoái chuyển, lại có vô số chư thiên chúng nhân thể đều phát tâm vô thượng bồ đề. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Vô Đảnh Tướng liền rồi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính thưa: kinh bạch Thế Tôn, thật là hết mực vi diệu, hết mực đặc biệt chưa từng được nghe. Như hiền giả Xá Lợi Phất đã nói về cảnh giới trí tuệ là chẳng phải có, chẳng phải không, không thấy hình tướng của các pháp yêu ghét vô giận. Nhờ con xem xét và nhận thấy chư Phật Thế Tôn trong 10 phương khi nói chánh pháp, hoặc thuyết các pháp về hữu giáo, và dần đến các pháp vô vi, hoặc thuyết các nỗi khổ của thân mạng, khiến nhận biết để chán ghét, và chớ trừ vọng mọi phẩm tưởng của thức để tỏ ngộ quả gốc mà xa lìa. Vậy thì làm thế nào để Bồ Tát hội nhập vào khắp các pháp, mỗi mỗi đều nhận rõ mà không giấy tưởng tăng giảm? Nay được nghe các pháp về thân tướng của Như Lai, hữu phi tự nhiên, hành không biến đổi, vô di, vô hình, chẳng thể lường tính. Cho con muốn được nghe Như Lai nói về gốc của các pháp ánh lạc, mong được Thế Tôn chỉ dạy rõ. Thân hữu phi, hữu sắc, có bao nhiêu pháp ánh lạc để tự làm cho trang nghiêm, tươi đẹp? Thân vô vi, hữu sắc, có bao nhiêu pháp ánh lạc để tự làm cho tươi đẹp, trang nghiêm? Thân hữu vi, vô sắc, có bao nhiêu pháp ánh lạc để tự làm cho trang nghiêm, tươi đẹp? Thân vô vi, vô sắc, còn có bao nhiêu pháp ánh lạc để tự làm cho tươi đẹp trang nghiêm? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Vô Đảnh Tướng: lành thay này vị tộc Thánh Tử, ông đã có thể ở trước mặt Như Lai tạo nên tiếng trống của sư tử. Nay ta sẽ vì Bồ Tát mà mỗi mỗi phân biệt rõ. Bồ Tát cùng các vị hãy lắng nghe và khéo nghĩ ngợi khi nhớ. Đại Bồ Tát từ lúc mới bắt đầu phát tâm Bồ Đề cho đến khi thành Phật phải nên luôn thực hiện đầy đủ việc điều phục ba nghiệp thân khẩu ý, tu sáu pháp ba la mật đệ tử trang nghiêm. Ra mọi hình sắc gốc là không, không thấy và chấp vào gốc của hình sắc, ở nơi sắc có sáu pháp anh lạc để trang nghiêm, từ đó đạt được các pháp anh lạc thâm diệu sâu rộng của Như Lai. Những gì là sáu pháp? Này các thiện nam thiện nữ, như mắt trông thấy sắc, nhận biết và giấy tưởng về sắc, chúng sinh do tham sân si nên thích hợp với tiến tới liền tiến, thích hợp với thoái lui liền thoái. Mắt không phải là sắc ấy, sắc chẳng phải là mắt, dứt niệm về sắc ấy và không giấy tưởng vào mắt. Đó gọi là pháp anh lạc thanh tịnh thứ nhất. Lại nữa, này các vị tập tánh tử, tánh của sắc là như nhiên, thức cũng vậy. Khi ta nhận thức về sắc ấy không giấy khởi phiền não, mau chóng lãnh hội được sự trói buộc kia đều không nhiễm vào niệm sở hữu của ta. Đó là pháp anh lạc thanh tịnh thứ hai. Lại nữa, này các vị tập tánh tử, ở nơi sắc vô hình nên tư duy để nhận rõ mọi căn bản đều thanh tịnh, sắc cũng thanh tịnh, đó gọi là pháp anh lạc thanh tịnh thứ ba. Này các vị tập tánh tử, tham đắm sắc nhiễm dục, chẳng phải có sắc có dục, tánh của sắc vốn không, lẽ nào là có tham dục? Đó gọi là pháp anh lạc thanh tịnh thứ tư. Lại nữa, này các vị tập tánh tử, chấp ở sắc cho là thường còn, giấy chẳng phải là cảnh giới của mắt, ý thức phân biệt nên liền khởi cho giữ mà chấp thường vô thường cho tới vô ngã. Tánh của sắc là hư tịch, vĩnh viễn là không sinh diệt, đó gọi là pháp anh lạc thanh tịnh thứ năm. Lại nữa, này các vị tập tánh tử, sắc là từ bên ngoài vào, nhãn thức thường xuyên thọ nhận, có sắc hữu vi, có sắc vô vi. Nhận biết về sắc hữu vi với tính chất làm mỏ hỏng của rễ đạo pháp của chúng, nhận biết về sắc vô vi với tính chất làm thành tựu được mọi phước báo, phải tư duy để nhận ra hình tướng hữu vi ấy, đó gọi là pháp anh lạc thanh tịnh thứ sáu. Lại nói, này các vị tập tánh tử, là có sáu pháp để tự thu giữ nhận thức về sắc, những gì là sáu? Này các vị tập tánh tử,
Tướng của thất là vô hình, lưu chuyển, giống rủi, giới, giả mối. Tiếp cận với các trần bên ngoài liền sinh phiền não cấu nhiễm. Nếu là thiện thì đó là thất thiện, nếu là ác thì đó là thất ác thì không thiện, thất thiện thì không ác. Bồ Tát thâu phục tâm ý không giấy thất thiện ác ấy. Đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Lại nữa là các vị tập thánh tử, nhãn thức quán về không, tất nhận ra các pháp là không chúng có, liền sinh tưởng không, giấc mộng quả báo thiện ác, không thấy nó sinh về, sau lại thấy nhận lấy quả báo. Ở trong sự thâu phục ý ấy không chế tưởng điên đảo, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Lại nữa là các vị tập thánh tử, thức phân biệt vô ngã, hoặc có lúc nhận thấy căn môn là chẳng tịnh, chấp cho là tịnh, hoặc lại có niệm tiếp cận căn môn tịnh mà chấp cho là chẳng tịnh. Ở trong sự thâu phục ý không giới hai tưởng chấp ấy, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Lại nữa này các vị tập thánh tử, thức nhận thấy sự giận dữ ấy là thiện hay bất thiện, thiện thì cho là thiện thường còn, bất thiện thì cũng như vậy. Ở trong sự thâu phục ấy, ý ấy luôn có đầy đủ nhẫn nhục, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Lại nữa này các vị tập thánh tử, thức nhận biết các chúng sinh hướng về nẻo thiện hay chẳng hướng về nẻo ấy, có nẻo hành kiên trụ và không kiên trụ. Ở trong sự thâu phục ý, tâm không hề thoái chuyển, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ năm. Lời nói này các vị tập thánh tử, thức quan sát đối tượng sắp có đạo có tục, thấy đạo chẳng biết là đạo, thấy tục chẳng biết là tục. Ở trong sự thâu phục ý phải khéo phân biệt đạo tục, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ sáu. Nhị thức hướng đến tưởng lại có sáu pháp, những gì là sáu? Này các vị tập thánh tử, nếu tai nghe âm thanh chỉ 18 thì biến động, hoặc nghe tiếng gió rung cây cối, tiếng núi đồi nghiêng đổ, hoặc là nghe âm thanh của các loài chim thú hòa tấu, âm thanh có thiện có ác, có thể ghi nhớ hay không thể ghi nhớ. Ở trong sự thâu phục ý, nhị thức không hề bị lầm lạc, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Lại nữa là các vị tập thánh tử, chúng sinh có lúc đạt được sự nghe biết không thông triệt về các pháp thế tục, và 100, 200 cho tuần, đã đến vô số quốc độ của chư Phật giống như Thế Tôn, Dũng Mãnh, Đi tới Đạo Tràng để giúp thành tựu bậc chánh giác. Lúc ấy, trời đất hiện đủ sáu cách chấn động, những đó mọi âm thanh tiếng vang thì đều trở về hư không. Ở trong sự thâu phục ý ấy không hề dễ tưởng chấp trước, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Lại nữa này các vị tập thánh tử, nhị thức nghe biết âm thanh gốc là không trốn chó, các tưởng kia liền sinh và giấy khởi ngần ấy niệm. Ở trong sự thâu phục ý ấy luôn chất sạch các niệm tà, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Lại nữa này các vị tập thánh tử, dạy thức luôn thanh tịnh, nhận biết điều ấy để khi tiếp nhận các hình tướng của âm thanh có trong dục, thấy dục không giấy phiền não, thấy trong không sinh tạo đạo tâm. Ở trong sự thâu phục ý ấy không giấy bỉ ngã, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Lại nữa này các vị tập thánh tử, hoặc có lúc nhị thức nghe diễn thuyết ở nơi chốn thuộc quốc độ khác, nói về năm phần pháp thân thì hiện nơi thai mẹ mà không nhiễm chút trần cấu tham dục, là thể hiện việc xuất gia, tâm không biến đổi, ở nơi gốc cây bồ đề thành tựu bậc giác chánh giác. Ở trong sự thâu phục ý ấy luôn nhận rõ nẻo đạo tục, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ năm. Lại nữa này các vị tập thánh tử, nhị thức nghe thấy rõ chư Phật Thế Tôn đến các quốc độ trong mười phương chuyển bát luân hư không chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay để nhằm cứu độ cho lượng các loài chúng sinh, nhưng không hề tự nêu bày cho rằng ta có sự hóa độ như vậy. Ở trong sự thâu phục ý ấy không giấy chấp về sự hóa độ chúng sinh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ sáu. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Quán Đảnh Tướng rằng, nương tựa vào nhị thức ấy thì sẽ tu tập được sáu pháp. Những gì là sáu pháp? Này các vị tập thánh tử, thực hiện các phương tiện quyền xảo khi nhớ bất sự tạo tác từ gốc, tu tập các pháp an lạc theo đúng thứ lớp, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Lời nói này các vị tập thánh tử, hành hóa luôn dựa theo nẻo vô ngã để không tính toán chấp về gốc của thân mạng, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Lời nói này các vị tập thánh tử, luôn gồm đủ sáu pháp không hủy hoại tánh của giới luật, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Lại nữa này các vị tập thánh tử, nhị thức soi thấu các nẻo huyền diệu, thông đạt không hề bị ngăn ngại, do không rời bỏ tự nguyện lớn lao của tâm đại từ, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Lại nữa này các vị tập thánh tử, nhị thức nhận biết thấu đạt những các nẻo tiến tới trải qua, rõ pháp ấy là đường thiện pháp, kia là nẻo ác, pháp này là pháp hữu vi, pháp kia là pháp vô vi. Ở trong sự phân biệt ấy, nhị thức không hề bị lầm lẫn, đó gọi là pháp an lạc thứ năm. Là nữa là các vị tập thánh tử,
nhận thức nhận rõ thế giới của chư Phật, nghe biết và lãnh hội các pháp thâm diệu thù thắng, mỗi mỗi đều vâng theo thực hiện đúng lời dạy của chư Phật Thế Tôn, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ sáu, là có sáu pháp luôn nhớ nghĩ để tu tập. Những gì là sáu pháp? Các bậc Như Lai Thế Tôn sắc thân thanh tịnh, không phải là thân ái dục, thân luôn tỏa ra các hương thơm lan rộng khắp vô lượng thế giới trong mười phương, nơi mà mỗi làn hương thơm ấy đều diễn nói vô lượng pháp môn an lạc, không dựa cậy vào chúng sinh để giới tưởng về chúng sinh. Ở trong ấy thì thức đã được thành tựu đầy đủ, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Lại nữa là các vị tập thánh tự Như Lai Thế Tôn có giới lượng cảnh giới hương, dùng hương thơm của giới đức xông tỏa khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, ở trong ấy đã tu dưỡng vô lượng chúng sinh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Lại nữa là các vị tập thánh tự là dùng tỷ thức để tiếp cận cõi hương ấy, hợp theo ba đường để dứt sạch mọi thứ trói buộc, không làm mất cái gốc hành hóa tích ứng của tỳ kheo, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Là nữa là các vị tập thánh tử do tỷ thức ấy thông đạt nên dễ nói phát ra vô lượng giáo pháp chân thật tường tận, như vậy là tỷ thức luôn thanh tịnh và các hạnh gồm đủ, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Là nữa là các vị tập thánh tử, tỷ thức có ba, từ cảnh giới bên ngoài đi vào trong thức, ngồi lấy các mùi hương thiện ác, do đó tám đường và 16 nẻo hành hóa của bậc giác ngộ, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ năm. Là nữa này các vị tập thánh tử, thể thức tiếp cận mùi hương, mỗi niệm mỗi ý biết rõ tâm của chúng sinh đó đều ở chỗ nhớ nghĩ các pháp, và mỗi đều diễn nói thông suốt vô lượng pháp môn, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ sáu. Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Lậu Tướng là phải thực hiện đầy đủ sáu pháp, từ đấy thấu đạt thân tướng Phật là vô tướng, không thể giữ gìn, lấy sự thành đạo trang nghiêm để tự tu điểm thân tâm, chẳng gì là sáu pháp ấy. Nay các vị tập thánh tử ngồi nơi gốc cây bồ đề tu tập pháp nhất tướng, quan sát nhận thấy nẻo hành của chúng sinh là không tự tại, từ cõi trời đâu xuất dáng thần yêu thai mẹ, tuy hiện đủ sự chuyển biến theo tập tục nhưng không làm mất tính chất hiền thánh hương giới đất luật của hương đức giới luật của Như Lai tỏa khắp vô lượng thế giới, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Lại nữa là các vị tập thánh tử tu tập tướng của tỷ thức có thể nhận biết khắp thế giới chư Phật trong mười phương, cũng biết nẻo hướng tới của chúng sinh để nhận lấy hình tướng là không động, là dùng thần túc để giáo hóa họ, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Lại nữa này các vị tập thánh tử, tỷ thức nhận rõ muôn ngàn hình tướng không chán, là đem vô lượng thế giới trong mười phương, tất thấy Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, hương thơm tỏa khắp mười phương thế giới, ở trong sự tu giữ ý ấy, không để cho phân tán, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Lại nữa này các vị tập thánh tử, lúc mới an tọa nơi gốc bồ đề đã tự tư duy, ta này tất nhiên là thành Phật, không còn hồ nghi gì nữa, dùng cái gì để chứng nghiệm nên khiến cho chư thiên long quỷ thần cho đến chư Phật Thế Tôn trong mười phương đều biết rằng ta này đang ngồi nơi cây gốc cây bồ đề, liền phóng ra từ nơi các lỗ chân lông trên thân tướng, bởi mỗi lỗ lông chân lông ấy tỏa ra các hương thơm, khiến mười phương thế giới thể đều đến để túc trực hầu cận, giúp đỡ Bồ Tát cho tới khi thành tựu đạo quả, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Lại nói này các vị tập thánh tử, ở nơi gốc cây bồ đề ấy đã thành bậc chánh giác, các tướng gồm đủ, chỉ trong khoảng một đêm đã thành tựu trí tuệ ba minh, vào đầu đêm đã tự nhớ nghĩ về hằng xa chư Phật Thế Tôn thời quá khứ từng thành đạo ở nơi này, pháp nào được trang bày trước, cùng làm thế nào để giáo hóa chúng sinh, tư duy như vậy là đến giữa đêm thì tỏ rõ là từ xa xưa chư Phật thành đạo ở đây đã đều thuyết giảng vô lượng các pháp ba la mật, ta này cũng nên theo đúng pháp của chư Phật. Thế là bèn nhập pháp định ý, chúng hương vô hình, ra khỏi pháp định và trở lại tư duy. Chư Phật thời xa xưa, tuy thành Phật ở nơi chốn này, đều hóa độ người nào trước tiên và làm thế nào để thuyết pháp. Lúc ấy liền nghe tất cả các thứ hương thơm trong mười phương thế giới, mỗi làn hương đều có âm thanh thúc dục nên hóa độ những người thích hợp, là ở nơi chốn ấy mà mỗi đều tư duy cho đến hết đêm, như thế mà không thoái chuyển, không hề tiếp cảnh giới hương thơm, đó gọi là pháp thanh an lạc thanh tịnh thứ năm. Lời nữa này các vị tập thánh tử, tỷ tướng đã đạt được nên tự tư duy, các mùi hương của thế gian đều vô thường, là các pháp được trồng từ cõi sinh tử, và nên dùng phương tiện gì để mong có được hương đạo đức, bèn tự nhập định tuệ phát từ định, thấy rõ về năm phần pháp thân, dùng thứ để
luôn được nhận rõ, dùng hương thơm giới luật để thâm phục thân, dùng hương thơm định để thu giữ tâm giữ ý, dùng hương thơm của trí tuệ để thu giữ mọi phỏng loạn, dùng trí tuệ giải thoát để thu giữ mọi nhận thức điên đảo, dùng sự thông tỏ các pháp ba la mật để thu giữ vô minh. Đó chính là pháp hương an lạc của năm phần pháp thân Như Lai, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ sáu. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Vô Lậu Tướng rằng: tướng lưỡi của Như Lai là hình tướng kỳ diệu trong các tướng, giờ nói rộng khắp những lời giáo hóa không hề để xảy gây ra bốn thứ lỗi lầm. Cội nguồn của sự phát nguyện là nằm nhằm thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, dùng miệng để giáo hóa luôn thanh tịnh, không hề mất hình tướng của lưỡi, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Lại nữa này các vị tập tánh tử, gốc của sự tu tập thanh tịnh là luôn giữ gìn ba hành, biết rõ nẻo hướng tới của thần tức, các chúng sinh nhanh chóng sử dụng phương tiện để thuyết pháp, không để mất thứ lớp và thiệt thức luôn thanh tịnh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Là nơi này các vị tập thánh tử, tuy miệng thuyết pháp đủ cả lời giảng dạy và âm thanh của chúng, lời nói từ thức phát ra ngoài liền được thọ nhận, chuyển hóa là chọn lựa lấy ngôn ngữ để thuyết pháp. Ở trong sự thu dụ ấy, luôn giữ cho thiệt thức được thanh tịnh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Lại nữa là các vị tạo tánh tử, lỗi có các hình tướng và những hình tướng ấy không đồng, mà mỗi đều chuyển hóa lãnh hội để thuyết pháp không cùng, không hề mất bốn tới biện tài, thiệt thức luôn thanh tịnh cho đến cho được hằng xa các quốc độ, ngôn ngữ luôn liên tục thích hợp, không ai là không tin tưởng thọ thân, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Lại nữa là các vị tập thánh tử, những lúc có người được nghe thuyết pháp hoặc thiện hoặc bất thiện hoặc thuyết giảng về tà kiến hay chánh kiến, thì lại có thể chất vấn, phản bác, suy cứu để lý giải ý nghĩa. Ở trong ấy luôn đầy đủ mọi lãnh hội, không để mất thiệt thức, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ năm. Là đó này các vị tập thánh tử, chuỗi thuyết pháp của chư Phật thời quá khứ cũng đủ cả nẻo hành, nẻo hiểu biết và nẻo hướng tới. Chư Phật thời tương lai cũng đủ ba nẻo ấy, chư Phật hiện tại cũng thế. Vậy thì chư Phật thời quá khứ đã làm thế nào để thuyết pháp gồm đủ ba nẻo kia? Này các vị tập thánh tử, chư Như Lai thời quá khứ không hề chấp trước nơi đạo quả chánh giác của mình, thân sắc tướng thảy đều diệt. Thế nào gọi là thân diệt? Chư Như Lai quá khứ thân không thường trụ, sắc thân biến đổi chẳng phải một hai lần mà là sinh sinh diệt tự diệt. Tuy sự diệt hoàn toàn còn khá lâu mới xảy ra, cũng có thân gọi là bất diệt. Điều trước có là vì thân không nhập vào cảnh giới vô vi, thân của Như Lai ấy gồm đủ, gồm có năm phần pháp tánh, luôn an định bất biến, dù có Phật hay không Phật, đó gọi là thân diệt chứ chẳng phải là năm phần thân diệt. Chỗ gọi là thứ diệt ấy tức là gồm cả có tướng, có sắc, có tướng không sắc. Thế nào gọi là có tướng có sắc, có tướng không sắc? Như nhãn thức phía cảnh giới bên ở bên ngoài gọi là gốc sáu nhập, đó gọi là có tướng có sắc. Còn có tướng không sắc là các pháp hữu vi vô vi, các pháp định và không định đều là chẳng phải là cảnh giới của nhãn thức, đó gọi là có tướng không sắc. Chỗ gọi là sắc diệt ấy là sắc có ba phẩm: sắc hữu hình, sắc vô hình và sắc tăng đại. Thế nào là sắc hữu hình? Nơi miệng phát ra lời chỉ dạy, tâm thức tạo hành tùy theo đối tượng mà dễ tham đắm, đó gọi là sắc hữu hình. Thế nào gọi là sắc vô hình? Như này đang nói có điều thiện, điều ác và biết là về sau sẽ nhận quả báo, điều ấy là tất nhiên, không hề hồ nghi. Nhưng hiện nay đang ở đây và nói về những tạo tác ở quá khứ hay hiện tại, nhận thức hiện không thể thấy được, đó gọi là sắc vô hình. Còn thế nào gọi là sắc tăng đại? Sắc có trường hợp không cùng tận, chẳng phải sắc có trường hợp cùng tận, có sắc cũng cùng tận mà không sắc cũng đều cùng tận, đó gọi là sắc tăng đại. Này các vị tập tánh tử, như thế là đã cùng đủ sắc an lạc thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát Vô Lậu Tướng liền đến trước Đức Phật cung kính thưa: các bạch Thế Tôn, làm thế nào để thiệt thức có thể nói ra những lời chỉ dạy, nên bày rõ vô lượng pháp định ý là gốc của trí tuệ? Thiệt thức chẳng phải là thức nhận biết, còn chẳng phải ngang hàng với các thức khác. Hết thảy âm thanh cùng tiếng vang là cảnh giới của nhĩ thức. Mọi hình sắc cảnh tượng bên ngoài là cảnh giới của nhãn thức. Các mùi hương thơm thối là cảnh giới của tỷ thức. Những lời nói từ miệng phát ra có âm thanh mà vô hình, chủ thể biết các pháp bên ngoài mà không thể biết, làm sao thiệt thức thọ nhận hình tướng của nhĩ thức? Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Lậu Tướng rằng: này vị tập tánh tử, thế nào gọi là âm thanh theo tai mà phát ra là từ một bên ngoài đến? Thưa,
là vì nhận biết từ một bên ngoài chứ không từ bên trong. Lại hỏi miệng phát ra lời nói hoặc lớn hoặc nhỏ là do miệng ta nhận biết nghe được hay chẳng do miệng ta nhận biết nghe được? Thưa, hoặc do miệng ta nhận biết nghe được, hoặc chẳng do miệng ta nhận biết nghe được. Lại hỏi, làm sao do miệng nghe được hay chẳng do miệng nghe được? Thưa, miệng phát ra âm thanh tiếng vang, điều ấy chính là do miệng nghe được. Còn như đất, nước, lửa, gió, núi, sông, đá, dốc, những cái đó chẳng do miệng nghe được. Lại hỏi, miệng phát ra âm thanh tiếng vang được gọi là thức, còn đất, nước, lửa, gió thì không phải là thức sao? Thưa, đất, nước, lửa, gió chẳng phải là khẩu thức. Lại hỏi, làm sao thành tựu được khẩu thức? Thưa, cho bốn đại hợp thành. Lại hỏi, đã nói miệng chẳng phải là bốn đại, nay lại cho là bốn đại hợp nên sao? Thưa, có sự nhận biết về bốn đại, không nói là không nhận biết về bốn đại. Lại hỏi, thế nào gọi là nói có sự nhận biết về bốn đại, chứ không nói không nhận biết về bốn đại? Thưa, có sự nhận biết bốn đại đó là khẩu thức, không nhận biết về bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Lại hỏi, có sự nhận biết về bốn đại hay chẳng phải là đất, nước, lửa, gió sao? Thưa, đúng vậy. Lại hỏi, không có nhận biết về bốn đại đó là cái gì? Thưa, đất lìa nước không nhận biết, nước lìa lửa thì không nhận biết, lửa lìa gió thì không nhận biết, gió lìa hư không thì không nhận biết, hư không lìa thức thì không nhận biết, đó gọi là bốn đại không nhận biết. Lại hỏi, có sự nhận thức về bốn đại nó vốn phát ra âm thanh tiếng vang, thế thì đó là đất, nước, lửa, gió, hư không hay thức? Thưa, cho tất cả hợp lại. Lại hỏi, trừ bỏ bốn đại ra thì thức lấy gì để tồn tại? Thưa, thức không có chỗ nương tựa. Lại hỏi, đất, nước, lửa, gió cùng phát ra âm thanh như tiếng vang, thế thì không nói đến thức sao? Thưa, thức riêng lẻ không có bạn đồng hành nên không có sự nhận biết như vậy. Lại hỏi, thức đứng riêng lẻ thì được gọi là thức sao? Thưa, thức riêng lẻ chẳng phải là thức. Lại hỏi, thức riêng lẻ chẳng phải là thức, vậy làm sao nương vào đất, nước, lửa, gió được, là hữu vi hay vô vi? Thưa, đúng như vậy. Lại hỏi, thức lìa thai chết thì có lại hiện hữu không? Thưa, có. Lại hỏi, cái gì có thể nhận biết tận cùng gốc của khổ? Thưa, đó chính là tính chất vô tận của thức. Lúc này Bồ Tát Quan Đại Tướng lại hỏi Đức Thế Tôn. Kính bạch Thế Tôn, các đại thành tựu thức hay thức thành tựu các đại? Đáp, các đại giúp cho thức thành tựu. Lại hỏi, thức có chỗ nương tựa chăng? Đáp, đó là các đại. Lại hỏi, đất, nước, lửa, gió, lửa, hư không, nếu là các đại ấy thì thức còn tồn tại không? Đáp, thức không còn chỗ để tồn tại. Lại hỏi, thế thức đã hoàn toàn bị diệt sao? Đáp, không phải thế. Lại hỏi, vậy thức không bị diệt chăng? Đáp, không phải thế. Lại hỏi, thức chẳng phải là cõi sinh tử, cũng chẳng phải không là cõi sinh tử, pháp ấy đâu phải là pháp nê hoàn? Đáp, chẳng phải thế. Lại hỏi, thức nê hoàn là khác chăng? Đáp, không khác. Lại hỏi, có pháp bốn đại nê hoàn chăng? Đáp, không có pháp bốn đại nê hoàn. Lại hỏi, có thức nê hoàn chăng? Đáp, có thức nê hoàn. Lại hỏi, đất, nước, lửa, gió và thức cùng với thức nê hoàn có gì khác nhau? Đáp, đất, nước, lửa, gió và thức thì chuyển biến, còn thức nê hoàn thì không chuyển biến, khác biệt là vậy. Lại hỏi, đất, nước, lửa, gió lìa thức, nê hoàn lìa thức có gì khác nhau? Đáp, bốn đại lìa thức nhưng không lìa quá khứ, hiện tại, vị lai, còn nê hoàn lìa thức vĩnh viễn, lìa quá khứ, hiện tại, vị lai. Lại hỏi, thức lìa bốn đại, lìa nê hoàn, thức ấy chưa ở nơi bốn đại, cũng chưa có nơi nê hoàn, hay lại có khác nhau? Đáp, chẳng phải vậy. Lại hỏi, bốn đại lìa thức, nê hoàn lìa thức chẳng khác gì chăng? Đáp, chẳng khác. Lại hỏi, thức ở nơi nê hoàn thành pháp vô vi, thức ở nơi bốn đại thành pháp hữu vi chẳng khác nhau sao? Đáp, không khác. Lại hỏi, nếu cho là không khác thì sao có thức hữu vi, có thức vô vi, phải khác nhau chăng? Đáp, thức hữu vi giúp cho bốn đại thành tựu, thức vô vi không giúp cho bốn đại thành tựu, do vậy mà có khác nhau. Bây giờ Bồ Tát Quan Đại Tướng liền đứng trước Đức Phật thưa, kính bạch Thế Tôn, thức lìa bốn đại, thức lìa nê hoàn cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải hai. Vì sao? Vì thức ở nơi bốn đại thì có quá khứ, hiện tại, vị lai vậy. Thức này, thức kia đã có khác nhau chăng? Đức Phật đáp, không khác nhau. Lại hỏi, vì sao có thể gọi đó là thức bốn đại hay là thức nê hoàn? Đáp,
Đó chỉ là giả hiệu, chẳng phải là giáo pháp chân thật. Lúc này Bồ Tát Vô Định Tướng bèn tự suy nghĩ, ta này nêu chỗ hỏi về bốn đại lìa thức là có hành quả báo. Này Đức Thế Tôn, dùng không có hành quả báo để đáp lại ta, hay là ta hỏi không đúng chỗ, hay lời đáp lại không thích hợp? Bấy giờ Đức Thế Tôn biết được nơi tâm của Bồ Tát Vô Định Tướng đã có những suy nghĩ như thế, liền gọi Bồ Tát Vô Định Tướng và nói, này Bồ Tát Vô Định Tướng, thức bốn đại hữu vi chẳng phải là thức bốn đại vô vi. Thức bốn đại vô vi khác với thức bốn đại hữu vi. Vì thế thì thức bốn đại chẳng phải là thức này thức kia chăng? Bồ Tát Vô Định Tướng thưa, chẳng phải. Lại hỏi, chẳng phải là thức bốn đại, chẳng phải thức nê hoàng, chẳng phải không thức chăng? Đáp, có thức diệt, có thức không diệt. Thế nào là thức diệt? Đó là chẳng phải ở hiện tại. Thế nào là thức không diệt? Đó là chỗ nơi hiện tại. Lại hỏi, thức có diệt chăng? Đáp, nơi hiện tại. Lại hỏi, pháp vô vi là hiện tại chăng? Đáp, không phải. Lại hỏi, pháp hữu vi lại là hiện tại chăng? Đáp, không phải. Lại hỏi, tướng hữu vi và vô vi chẳng phải hiện tại, cũng chẳng phải không hiện tại, chỗ dựa của nó là gì? Đáp, nương tựa ở chỗ không nương tựa. Lại hỏi, lành thay, thức có nương tựa chăng? Đáp, thức không nương tựa. Lại hỏi, làm sao thức không có nương tựa mà có cảnh giới? Đáp, có ba cõi, cõi nhân, cõi thân, cõi pháp và cõi không. Đó là ba cõi làm cảnh giới cho thức. Bây giờ Bồ Tát Vô Định Tướng liền đứng trước Đức Phật thưa, các bạch Thế Tôn, có thức ô nhiễm, có thức không ô nhiễm. Làm sao mà thức không ô nhiễm lại trở thành thức bị ô nhiễm? Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Định Tướng, thức bị ô nhiễm vốn động có thể trở lại thành thức không ô nhiễm. Còn thức không ô nhiễm thì không trở lại làm thức bị ô nhiễm. Vì sao? Vì bản tánh của thức là thường trụ, không biến đổi, không sinh diệt, gắn bó hay đoạn lìa. Do vậy mà thức biến động là thức an trụ, còn thức an trụ thì không là thức biến động. Bây giờ Đức Thế Tôn là bạn Bồ Tát Vô Định Tướng, ta này đã thành Phật, là bậc tôn quý đặc biệt trong ba cõi, còn đủ các tướng, bốn vô sở ý, 18 pháp bất cộng, mọi đức thầy viên mãn. Nay đạt được thức an trụ, chưa được thức biến động. Bồ Tát Vô Định Tướng liền đến trước Đức Phật thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là thức an trụ chẳng được thức biến động? Đức Phật nói, chỗ gọi là thức biến động là cảnh giới của pháp hữu vi, chỗ gọi là thức an trụ là cảnh giới của pháp vô vi. Không có thức vô vi trở thành thức hữu vi. Vì thế cho nên thức biến động trở thành thức an trụ, và không có thức an trụ trở thành thức biến động. Lúc Đức Thế Tôn nói xong đoạn này, thì Bồ Tát Vô Định Tướng cùng với 100.000 chư thiên người thể đều phát hạnh vô thượng, giúp tu tập để đạt được thức an trụ. Là có vô số chúng sinh đều phát tâm chư thượng thánh đẳng chánh giác. Bây giờ Bồ Tát Vô Định Tướng liền đứng đến trước Đức Phật đọc bài tụng. Các tướng gồm đủ thành thân Như Lai, ba cõi không đắm, vô ngã như không, đã đoạn tâm cấu, thần thông tự tại, do đạt thất động, thức trụ khỏi đạt, pháp giới hư không cũng chẳng biến đổi, Như Lai vốn như nên đạt thức trụ, Như Lai quá khứ số như hằng xa. Vì được thức trụ thức động nào hiện, còn nay có nghi chẳng đạt pháp giới, mong được rủ thương khi dứt vọng tưởng, chúng sinh chỉ dốc tánh hành chẳng đồng, nghe pháp diệu không chẳng thấu cội nguồn, hư không không tướng hành đều bình đẳng, làm sao thức trụ nên gọi thanh tịnh? Như này đến lúc diện nói thích hợp, tệ không cõi gốc rất là hiếm có, bốn chúng vô ý cùng bốn nghe biết thức trụ thức động phân biệt rõ tánh, chư Phật thường tại pháp giới bình đẳng, chư thánh vị lai pháp tánh cũng thế. Như này chúng sinh vào tịnh không loạn, lại theo thức nào mà được định ý? Nay định ý ấy tịch tịnh dứt vang chính là thức trụ hay là thức động, mong mỏi mỗi nêu căn bản pháp giới, dứt hẳn mới nghi chẳng còn do dự. Bây giờ Đức Thế Tôn lại dùng kệ để đáp Bồ Tát Vô Định Tướng, chư Như Lai quá khứ thân trí thật chẳng cùng, tuy thân đã diệt độ, thức trụ chẳng biến đổi, thức động có hai thức, thức có trụ không trụ, do nhập cảnh vô vi chả thấy hai danh hiệu. Như Lai dứt mọi chấp như núi cao bất động, hành vượt không kẻ sánh, thương độ kẻ khốn cùng, mọi thôn xóm cõi nước Như Lai đều đi tới, chẳng thức không như thế, vì nghi thức động trụ như từ vô số kiếp khó kể chữ Như Lai, muốn tính thức Như Lai động trụ chẳng động trụ, trí tuệ Phật không bờ, thức trùm vô lượng pháp, thân tướng thể lớn đủ, vô tướng chẳng thể thấy, nên ta lúc so sinh đất trời bừng thông suốt, tâm giữa nguyện lớn vững, thức vô vi vô hình, là bậc lưỡng túc tôn như hoa lì phòng xích. Kể nhạc tự hòa tấu để khắp nơi hư không, vô số chư thiên người thấy tự dốc kính lễ,
đã dùng lời ấy từng ấy lời tán dương Đức Như Lai. Do đạt bậc chánh giác, mắt nhìn không hề chán, chỉ pháp luân vô thượng, chuyển giảng pháp tối thắng, hết thảy mọi chúng sinh dốc tôn thờ tánh giáo. Xưa nay hay về sau, thấy hùng như sư tử, do số kiếp chứa công, chẳng mất hạnh tổng trì, bậc bốn bậc vô sở ý, ít thấm khắp muôn loài, dùng đạo quả trang nghiêm, không phướng não vô ngã, chánh giác ứng vô tướng như hư không vô ngại. Hôm nay đạt trăm nhãn, hôm nay đạt năm nhãn, chưa trụ chẳng trốn trụ, dứt sạch mọi điên đảo, không trụ chẳng giả thấy thức. Tuệ Như Lai diệu kỳ, dùng pháp vô tướng ấn, hành trọn không trốn thiếu, không phú quý vinh hoa. Một bước ý, một niệm, Bồ Tát quán dứt loạn, các thức diệu thức động, thức độ chẳng bậc nhất. Tư duy Phật quá khứ, cùng mọi nẻo vị lai, như ta đã hiện tại, chẳng do trụ chứng hành. Như Lai thông ba trí, không một ai cùng sánh, hành diệt mọi sinh diệt, chẳng thức trốn của thức. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa lại bảo Bồ Tát Vô Lậu Tướng rằng: có thân thức không thân tướng và thân thức thân tướng ra về lễ vô, pháp ấy có sáu thứ, những gì là sáu pháp ấy? Nó có các hàng thiện nam thiện nữ, thân nhập vào 16 thứ thọ nhận trần cốt từ bên ngoài, thì thân thức mỗi mỗi nhận rõ cho đến lúc đạt được cõi thanh tịnh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Dùng thức không có thân tướng để giải khỏi thân thức, ở trong ấy luôn phân biệt rõ nguyên do và lấy lại sự an lạc, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Ta từ xưa có nguyện tu tập thân tướng mình gồm có 105 hạnh nên gọi là thân tướng, là có đủ 105 hạnh mới thành thân tướng, đó là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Quá khứ lâu xa, chúng sinh đã bao lớp hoại diệt, nơi cõi ấy thọ thân hữu vi vô vi, hữu hành vô hành, hoặc tốt hoặc xấu, có khổ có vui, mà mỗi thức đều phân biệt như pháp giới, chẳng phải pháp giới, đây là pháp giới của thân thức, đây chẳng phải là pháp giới của thân thức, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Thân thức tạo sắc là có 10 việc chân thân hóa thể, cũng không có đầu mối và tử lấp, biết rõ thân thức ấy hướng đến hay không rõ, không có chỗ hướng đến, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ năm. Đó được gốc của thân thức năm tháng không đồng, thân gốc thân hiện nay đều luôn biến đổi không an trụ, biết gốc của sự thọ nhận hình hài nó có biến đổi, như thế là liền có thể ở trong đó luôn giữ gìn không để mất thân thức, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ sáu. Lại nữa là các vị tập thánh tử là có sáu việc, những gì là sáu pháp ấy? Thân hành động thanh tịnh, không làm các điều ác, khẩu cũng thanh tịnh, không thuyết giảng nẻo tà, ý tu tập thanh tịnh, không giác các phiền não, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Thân quá khứ đã diệt, có thiện có tội, thức thiện nhận rõ thân thiện, thân ác nhận rõ thân ác, nghiệp ác, mà mọi tư duy về thiện ác là từ thân thức, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Sáu pháp của thân tướng luôn lìa thiện ác là có thể giấy niệm không rời thân thức, là có lúc chúng sinh chấp thân thanh tịnh thì có thức thanh tịnh, chấp thân không thanh tịnh thì có thức không thanh tịnh, ở trong ấy luôn nhận rõ thân thức thanh tịnh và thanh thức không thanh tịnh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ ba. Nhớ lại về chốn gốc tạo ra thân hữu vi và thân vô vi, thân quá khứ hiện tại và vị lai thể đều có thể nhận rõ và không hề mất thân thức, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Nơi chỗ nhớ nghĩ các pháp của tâm chẳng phải một, chẳng phải hai, luôn ghi nhớ chắc chắn không hề quên để nhận biết chỗ giải khỏi của thức, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ năm. Thân nhận biết về đối tượng vô hình là có năm sự, những gì là năm? Có thân nhiễm đắm, có thân không nhiễm đắm, có thân hữu hình, có thân vô hình, có thân hữu thức, có thân không thức, có thân thế tục, có thân đạo pháp, có thân là một, có thân chẳng phải một, ở trong ấy thể đều phân biệt nhận rõ, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ sáu. Đức Phật và Bồ Tát Vô Lậu Tướng là có sáu pháp, những gì là sáu pháp ấy? Có pháp thân vô tận, pháp thân hữu tận, chẳng rõ về hữu vô mà pháp thức luôn thanh tịnh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ nhất. Tánh của các pháp là vô vi, nên hình không có tăng giảm, biết pháp có thiện, biết pháp không thiện, biết pháp có sinh, biết pháp có diệt, thông tỏ pháp thức mà không làm mất pháp tánh, đó gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ hai. Có thân hữu thường trụ, có thân vô thường trụ, pháp không thường trụ thì rõ là không thường trụ, các pháp thường trụ thì cũng rõ là thường trụ, tuy nhiên về các pháp là thức trụ hay thức không trụ, đó là gọi là pháp an lạc thanh tịnh thứ tư. Các pháp tịch nhiên, các pháp có hình sắc cũng là tịch nhiên, thức hữu vi nhận biết các pháp hữu vi, chẳng thể nhận thức,
Thức vô vi nhận biết các pháp vô vi, chẳng thể nhận thức, thức luôn tư duy nhưng không làm mất pháp giới. Đó gọi là an lạc thanh tịnh thứ năm. Vô số pháp thân, vô hình không thể thấy, chẳng phải là chỗ thu giữ của nhãn giới. Từ lúc mới phát tâm không hề giới khỏi hai tướng, luôn nhận rõ các pháp mà không làm mất pháp thân. Đó gọi là pháp thanh tịnh an lạc thứ sáu.